Dạ, kính thưa ngài, nghe chị là tôi thì xin tự giới thiệu tôi là bác sĩ Giang, làm ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, và tôi cũng là giảng viên của bộ môn hồi sức cấp cứu của trường Đại học Y Hà Nội. Và bài đầu tiên tôi sẽ trình bày với các anh chị là chăm sóc người bệnh suy hô hấp. Thì để chăm sóc người bệnh suy hô hấp thì cái bài này tôi muốn trình bày với các anh chị có 5 nội dung. 5 nội dung. Thứ nhất là chúng ta nắm được là về định nghĩa thế nào là suy hô hấp, và chúng ta phải nắm được những cái sinh lý bệnh và các nguyên nhân gây suy hô hấp cấp. Thứ hai nữa là chúng ta phải nhận biết được những cái dấu hiệu lâm sàng của suy hô hấp, đặc biệt là chúng ta phải phân loại được cái mức độ bệnh nhân bị suy hô hấp cấp. Vì khi mà phân loại được mức độ suy hô hấp cấp, đặc biệt là những cái bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp nguy kịch, thì chúng ta phải tiến hành xử trí cấp cứu ngay bệnh nhân. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện muộn và xử trí muộn thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Tiếp theo là chúng ta phải nắm được những cái nguyên tắc và các biện pháp điều trị suy hô hấp. Điểm thứ tư đó là chúng ta phải nhận định được bệnh nhân, những người bệnh suy hô hấp, và chúng ta lập cái kế hoạch chăm sóc. Thì để lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh suy hô hấp thì chúng ta phải có những cái chẩn đoán của điều dưỡng. Đấy, thì tí nữa tôi sẽ trình bày. Cái bài này đang trong dịch là chúng ta sẽ phòng chống suy hô hấp cấp và viêm phổi suy hô hấp cấp do COVID-19. Thì tôi cũng trình bày các anh chị những cái mà dấu hiệu nhận biết và đặc biệt là chăm sóc hô hấp cho những cái người bệnh suy hô hấp do COVID. Đấy. Và chúng ta biết là cái đại dịch COVID này, cái tính chất lây lan của nó rất là kinh khủng, và nhân viên y tế của chúng ta là cũng bị mắc rất là nhiều, tỷ lệ mắc, và có những bác sĩ hoặc là các anh chị điều dưỡng đã không qua được. Đấy, cho nên là để chăm sóc bệnh nhân tốt thì chúng ta phải bảo vệ chúng ta trước đấy, và sau đó thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp dự phòng cho những người bệnh khi bị COVID. Đấy, vì là đấy là cái 5 cái mục tiêu tôi sẽ trình bày một bài này với các anh chị. Thì thứ nhất thì ta đi vào cái định nghĩa. Thế thì suy hô hấp, tình trạng suy hô hấp cấp tức là cái tình trạng giảm cấp tính chức năng thông khí hoặc là trao đổi khí ở phổi. Hậu quả sẽ dẫn đến là gì? Là bệnh nhân bị giảm oxy máu và có thể kèm theo tăng oxy, tăng CO2 hoặc là CO2 bình thường. Thì tí nữa chúng ta đi vào cái cơ chế vệ sinh thì chúng ta biết là khi nào thì bệnh nhân có giảm oxy kết hợp với tăng CO2, và khi nào bệnh nhân suy hô hấp chỉ có dấu hiệu giảm oxy máu thôi. Đấy, thì tí nữa đi vào cơ chế vệ sinh và các bệnh thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Đấy là cái định nghĩa về suy hô hấp cấp. Thì trước khi đi vào chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp thì chúng ta cũng phải biết là cái cơ chế vệ sinh của suy hô hấp cấp. Thì chúng ta tôi xin nhắc lại về cái sinh lý của hô hấp ở phổi. Thì chúng ta biết là khi mà bệnh nhân bình thường chúng ta phải nắm được cái tuần hoàn, đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn. Thì như thế này, khi bệnh nhân sau khi máu từ tim bơm đến tổ chức và đã được trao đổi khí và chất dinh dưỡng thì máu này sẽ trở thành máu đen, là máu ở tĩnh mạch. Và khi máu ở tĩnh mạch thì sẽ về bên nhĩ phải rồi xuống thất phải, và thất phải bơm máu lên phổi. Đấy là vòng tiểu tuần hoàn. Khi bơm máu lên phổi thì chúng ta biết là phải phổi phải bình thường, phổi bình thường tức là chức năng trung tâm hô hấp bình thường, đường dẫn khí bình thường và cái khả năng trao đổi khí bình thường, thì máu được bơm lên phổi sẽ được trao đổi oxy, tức là gì ạ, là thải khí CO2 và nhận oxy. Và sau khi trao đổi khí và máu có dầu oxy, nhìn thấy cái hình ảnh đấy ạ, nhìn thấy hình ảnh là máu từ màu trở thành màu đỏ, và sau đó máu lại gì ạ, máu lại về bên tâm tim trái, và từ tim trái lại bơm lên đến cơ quan tổ chức để cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng. Thế thì để mà hô hấp bình thường như vậy thì chúng ta đây là hình, cái là cái hình ảnh phế nang, đấy đơn vị cuối cùng là gì ạ, tiểu phế quản và các phế nang. Đây là máu mao mạch của, thì máu đây như tôi nói với các anh chị là máu đây dạ bơm được từ tim phải lên phổi và được trao đổi khí trở về tim là máu đỏ. Thì để đảm bảo được hô hấp thì
phải có thông khí phế nang bình thường. Đấy, thông khí phế nang thì thế nào là thông khí phế nang? Đây, thông khí trong phế nang này, tức là thông khí toàn bộ đường thở, là cả ở phế nang, cả ở tiểu phế quản, rồi ở khí quản. Đấy, phế quản, và trừ đi cái thể tích khoảng chết. À, khoảng chết tức là gì ạ? Cái khí ở trong khí quản và ở trong đường thở mà không tham gia trao đổi khí, gọi là thông khí thể tích khoảng chết. Thì thông khí phế nang sẽ bằng thông khí toàn bộ phổi trừ đi thể tích khoảng chết. VA, viết tắt của VA bằng VT trừ DEDS. Thì bình thường là thông khí phế nang phải là 2,5 lít trên ngày. Và thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào tuần hoàn của dòng máu trong phổi. Đấy, như chúng ta biết là cái tim bơm máu nó phải tốt, và gì ạ, và cái mạch máu nó phải lưu thông thì máu mới lên được phổi. Đấy, còn nếu mà tim bơm máu không tốt hoặc là mạch máu nó bị tắc, ví dụ như trong tắc động mạch phổi, thì cũng không đảm bảo được cái tuần hoàn đến phổi. Thì bình thường chúng tôi hay gọi là cái tuần hoàn đến phổi viết tắt bằng chữ Q. Q bình thường là 3,5, tức là chúng ta hay còn gọi là tưới máu lên phổi, thì nó phụ thuộc vào cung lượng tim. Đấy. Và một điểm nữa là gì? Thông khí đủ rồi, máu đủ rồi, máu lên phổi đủ rồi. Nhưng mà cái màng trao đổi khí, ở đây là cái màng phế nang bao mạch, nó phải bình thường. Đấy. Nếu mà cái màng phế nang bao mạch nó bất thường thì cũng hạn là bệnh nhân suy hấp, tức là không trao đổi được khí. Tôi ví dụ như bệnh nhân bị phù phổi cấp huyết động, bệnh nhân suy tim trái, đột ngột suy tim trái gây phù phổi cấp huyết động, hoặc là bệnh nhân suy thận mà bệnh nhân vô niệu, không đáp ứng với lễ tiểu, bệnh nhân có phù và thừa nước ở bên ngoài cơ thể, thì ở chân tay thì chúng ta thấy là phù tăng cân, nhưng phù ở phổi thì bệnh nhân gì ạ, trong phế nang nó ngập nước và phế nang phù nề. Thì cái khuếch tán khí qua cái màng này nó cũng khó, cho nên là bệnh nhân cũng sẽ bị suy hấp. Thì như vậy là để hô hấp ở phổi nó được tốt thì chúng ta thấy là cần phải ba đặc điểm, đó là thông khí, thứ hai là tuần hoàn tốt, tức là tưới máu, và khả năng thứ ba là cái màng trao đổi khí, màng phế nang bao mạch nó phải bình thường. Thế thì bình thường là cái tỷ lệ, chúng ta hay nói đến cái tỷ lệ thông khí trên tưới máu, viết bằng VA trên Q bằng 2,5 chia cho 3,5, tức là 0,8. Đấy, hoặc là cũng có cái từ là chúng ta nói là cái thương số hô hấp. Đấy, thương số hô hấp là bình thường là bằng 0,8. Thì tôi xin nhắc lại về cái tuần hoàn, cái hô hấp ở phổi là phụ thuộc vào cái yếu tố đó, để chúng ta đi vào các tình trạng suy hấp chúng ta sẽ giải thích rất là dễ ở trên lâm sàng. Thì để bệnh nhân suy hấp thì chúng ta đi xem là có cơ chế gây giảm oxy hóa máu và cơ chế gây giảm thông khí. Thì giảm oxy hóa máu thì thứ nhất là chúng ta thấy là khí thở vào của bệnh nhân có cái nồng độ oxy giảm. Đấy, hoặc là chúng ta thấy là bệnh nhân lên trên cao, trên núi, độ cao thì cái oxy nó bị hòa loãng, cho nên bệnh nhân cũng suy hấp. Rồi là cơ chế giảm oxy là giảm thông khí vế nang toàn bộ. Cái tiếp nữa là gì ạ? Là bệnh nhân có rối loạn cân bằng giữa thông khí trên tưới máu. Tí nữa thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh nó dễ hơn. Giảm thông khí phế nang toàn bộ thì chúng ta thấy là có thể là gì ạ? Tí nữa chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân bị trung tâm hô hấp bị ức chế, bệnh nhân cho nên nhịp thở nó chậm lại thì cũng không đảm bảo được thể tích khí lưu thông. Hoặc là gì? Bệnh nhân cơ, bệnh nhân yếu quá, không thể nào thở được thì cũng giảm thể tích khí lưu thông. Hoặc là gì ạ? Hoặc là những cái bệnh nhân bị tràn khí bằng phổi hết cả hai bên, thì cũng phổi nó xẹp lại thì nó không có khí để trao đổi. Rồi là gì ạ? Tổn thương cái màng phế nang bao mạch như tôi vừa trình bày với anh chị thì nó sẽ gây gì ạ? Giảm oxy hóa máu. Đây ạ, chúng ta thấy là trong những cái mà sinh lý bệnh suy hấp là có tưới máu nhưng không có thông khí. Đây, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh, đây là cái hình ảnh của bệnh nhân này. Đây hình ảnh là tim, máu từ tim phải lên đến phổi. Bình thường chúng ta thấy cái hình ảnh của dưới là cái phế nang của nó bình thường, có đầy thông khí, thế thì sẽ được trao đổi khí và sẽ máu sẽ màu đỏ về tim trái. Đấy, còn trường hợp thứ hai là có tưới máu nhưng không thông khí. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở bên trên, cái phế nang nó màu đen ấy, nó tổn thương nó xẹp lại, tức là máu nó lên phổi nó không được trao đổi khí, nó về tim trái luôn, thì gọi là trường hợp nối tắc, tức là viết tắc của từ tiếng Anh người ta hay gọi là từ sân ấy. Đấy là có tưới máu nhưng không có thông khí. Có một giải thích nữa là gì ạ? Bệnh nhân là có thông khí nhưng không có tưới máu. Đây chúng ta thấy, nhìn thấy cái hình ảnh các phế nang này ạ, các phế nang, hình ảnh phế nang và các bao mạch phổi, thì chúng ta thấy là gì ạ?
Đây ạ, chúng ta có thể nhìn thấy là cái các phế nang đấy, các phế nang và mong mạch bình thường thì có thông khí, có tưới máu, nhưng mà vì một lý do nào đó cái mạch máu nó bị tắc, ví dụ như trong tắc động mạch phổi thì máu lên đây nó bị tắc, cho nên là có khí đến phế nang bình thường nhưng mà không có máu và không có tưới máu thì bệnh nhân này gì ạ, cũng bị siêu hấp, tức là có thông khí nhưng không có tưới máu. Đây là cái hình ảnh là mô tả là cái đơn vị trao đổi khí ở phổi là các mềm phế nang và mong mạch bình thường. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh góc hình A đây ạ, là cái hình ảnh cái phế nang mong mạch phổi bình thường, thì chúng ta thấy là bắt hình A là máu từ động mạch phổi lên đến phổi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh phế nang đấy, thì cái hình A là hình trao đổi phế nang mong mạch bình thường. Cái hình B là chúng ta nhìn thấy là gì ạ, vì một cái tình trạng nào đó, ví dụ như bệnh nhân bị ức hấp hoặc là cơ hấp mà bị suy thì bệnh nhân sẽ không đảm bảo thể tích khí lưu thông, tức là khí đến phế nang nó không đủ, cho nên máu từ tim lên phổi vẫn có màu xanh và trở về gì ạ, về tim vẫn là màu xanh. Cái hình ảnh C đây là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mao mạch phổi và cái phế nang, thì cái phế nang nó bị xẹp. Đấy, bị xẹp này có thể là do viêm nhiễm hoặc là chúng ta chăm sóc bệnh nhân không tốt, bệnh nhân tắc đờm thì sẽ gây gì ạ, không có khí đến phế nang, gây xẹp phế nang. Và chúng ta thấy là gì ạ, khi phế nang xẹp như vậy thì máu lên là phổi cũng không được trao đổi khí, tức là máu vẫn gì ạ, nhiều CO2 và sau đó thì gì ạ, trở về tim, cho nên là tình trạng này gây là gì, giảm oxy máu và thường là tăng khí CO2 vì không đảm bảo thể tích khí lưu thông. Thì muốn thải được CO2 thì phải đảm bảo thể tích khí lưu thông thì gì ạ, mới thải được CO2. Đấy. Cái trường hợp D là chúng ta thấy là tình trạng là rối loạn thông khí trên tưới máu do tác động mạch phổi. Đây chúng ta nhìn thấy là hình ảnh gì ạ, mạch máu lên phổi bị tắc lại. Chúng ta nhìn thấy cái cục màu đỏ ấy, cục màu đỏ đây là gì ạ, đây là cái tình trạng gì ạ, là cái máu của cục màu đông ở đây. Đấy. Thế thì cho nên là máu nó không lên đến phổi, cho nên là cũng gì ạ, không trao đổi được oxy. Thì cái tình trạng này hay gặp nhất là trong trường hợp mà tắc động mạch phổi, thì chúng ta thấy là tí thì chúng ta thấy có những cái biện pháp chăm sóc bệnh nhân, chúng ta là phòng huyết khối tĩnh mạch sau. Đấy, ví dụ như bệnh nhân nằm ung thư này, tình trạng tăng đông này, nằm một chỗ này, hoặc là chúng ta can thiệp vào mạch máu tổn thương, ví dụ đặt cái tĩnh mạch trung tâm, thì nếu mà độ nhất của máu tăng lên này, rồi là dòng máu chậm này do bệnh nhân bất động này và gây tổn thương thành mạch, thì cái tiểu cầu nó sẽ đến cái vị trí tổn thương ấy, nó sẽ hình thành những cái cục huyết khối do tiểu cầu, cục tiểu cầu, và cái cục huyết khối đấy nó từ tim, từ tĩnh mạch ví dụ tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch chi mà nó lên phổi, nó sẽ gây tác động mạch phổi, thường có thể bệnh nhân suy hấp và đột ngột, và có khi bệnh nhân gì ạ, có thể tử vong. Thì đấy là trường hợp tác động mạch phổi. Còn trường hợp nữa, trường hợp mà E là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mao mạch phổi, cái mạch phổi và cái gì ạ, và cái phế nang, thì chúng ta thấy hình ảnh cắt phế nang thì thấy gì ạ, cái thành của phế nang nó bị phù nề rồi. Đấy, do gì ạ, do quá cho dịch viêm, hoặc là do quá thừa dịch, hoặc là do viêm nhiễm. Tí nữa chúng ta sẽ xem những cái cơ chế bệnh sinh của COVID, chúng ta thấy là cái phế nang nó sẽ dày cái màng phế nang đi. Đấy, cho nên nó làm giảm cái quá trình khuếch tán khí. Đấy, do phù khoảng kẽ thì cũng gây gì ạ, gây giảm oxy máu. Thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể minh họa được những cái bệnh lý chúng ta gây suy hấp ở bệnh nhân. Tiếp theo là cái cơ chế giảm trong cơ thông khí của bệnh nhân, thì chúng ta thấy là trung tâm hô hấp bị ức chế, ví dụ như là bệnh nhân bị ngộ độc, chẳng hạn ngộ độc ma túy dùng quá liều, thì chúng ta ức chế trung tâm hô hấp, bệnh nhân có suy hấp, và thường có đặc điểm là gì ạ, bệnh nhân thở, nhịp thở sẽ rất chậm, dưới 10 lần một phút. Đấy, và có thể là gì, suy hấp có thể ngừng tim, cho nên chúng ta phải thông khí nhân tạo cho bệnh nhân ngay. Cái thứ hai là giảm thông khí do giảm độ giãn nở của phổi, ví dụ như là những cái bệnh nhân tổn thương phổi cấp ARDS, tí nữa chúng tôi sẽ minh họa thêm. Tức là gì ạ, bệnh nhân bị tổn thương phổi, phổi nó đông đặc lại, cho nên gì ạ, nó không giãn nở được phổi để khí nó vào, để trao đổi khí. Đấy, thì giảm ARDS, giảm cái độ giãn nở của phổi trong cái bệnh suy hấp tiến triển, tí nữa tôi sẽ trình bày sau. Tiếp nữa là tăng cái sức cảm của đường thở, đặc biệt ví dụ như trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, thì cái đường thở của nó, đường thở của bệnh nhân nó bị gì ạ, viêm nhiễm phù nề mãn tính gây hẹp đường thở, cho nên là gì ạ, cái đường thở nó hẹp lại, cho nên là hít vào nó khó và thở ra cũng khó, đúng không ạ? Rồi tiếp nữa là liệt cơ hô hấp. Đấy, thì chúng ta thấy hay gặp nhất là nhược cơ. Đấy, nhược cơ rồi gì ạ, rắn cặp bia cắn. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý nhược cơ, ví dụ như tại sao bệnh nhân nhược cơ lại suy hấp, tí nữa chúng ta sẽ xem, tôi sẽ trình bày thêm.
rồi là dạ chính những cái tình trạng trung tâm hô hấp có vấn đề, đường thở có vấn đề và cái cơ tham gia hô hấp có vấn đề, cho nên là gì ạ, làm giảm nhịp thở, và mỗi một lần hít vào cái thể tích nó ít, nó giảm, cho nên là gì ạ, giảm thể tích khí lưu thông trong một phút sẽ gây gì, gây giảm thông khí và không thải được CO2. Cho nên trường hợp này bệnh nhân vừa suy hấp giảm oxy máu lại vừa tăng CO2, thì đấy là cái cơ chế của giảm thông khí. Thì đấy là cơ chế vệ sinh. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào các nguyên nhân suy hấp, thì chúng ta phải nắm được các nguyên nhân thì chúng ta mới xử trí được. Và tùy từng nguyên nhân, có những cái nguyên nhân chúng ta phải xử trí cấp ngay lập tức tại chỗ, vì nếu chúng ta để muộn thì bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thì các nguyên nhân đầu tiên chúng ta muốn biết là bệnh nhân để suy hấp, để bệnh nhân thở bình thường thì phải trung tâm hô hấp bình thường, đường dẫn khí phải bình thường, màng phế nang mang mạch phải bình thường, các cơ hô hấp là phải tốt, rồi là gì nữa ạ, là cái tim nó phải bơm máu đủ, rồi là gì, cái hemoglobin nó phải đủ để mang oxy, mang vận chuyển oxy. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ đi vào các nguyên nhân thần kinh trung ương, tức là bệnh nhân bị suy hấp do ức chế trung tâm hô hấp. Ví dụ bệnh nhân chấn thương sọ não nặng quá, hôn mê sâu đúng không ạ, tổn thương lên trung tâm hô hấp, đấy, có thể gây rối loạn nhịp thở. Rồi những cái trường hợp là gì ạ, bệnh lý tăng áp lực nội sọ, rồi những cái u não gây gì ạ, gây tăng áp lực nội sọ thì gây gì ạ, tụt não, hoặc là những cái xuất huyết não lớn quá nó cũng gây gì ạ, tăng áp lực nội sọ, gây tụt não và tụt cái trung tâm hô hấp xuống ở cái vùng hành não xuống, thì bệnh nhân có thể gì ạ, có thể ngừng thở, đột ngột ngừng thở. Rồi ức chế trung tâm hô hấp do ngộ độc thuốc ngủ, đấy, hoặc là gì ạ, ngộ độc ma túy như tôi trình bày với các anh chị lúc trước. Và chúng ta có thể gặp nữa là cái gì ạ, những cái bệnh nhân béo phì và có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì hay gặp trên hô hấp. Thì đấy là cái nguyên nhân thần kinh trung ương. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các nguyên nhân tiếp theo là những cái bệnh lý về thần kinh cơ, đấy, hay gặp nhất là vào khoa thần kinh này, vào phòng khám này, rồi là vào phòng là bệnh nhân bị nhược cơ, rồi là bệnh lý liệt cơ, ví dụ như trong những trường hợp mà viêm đa rễ dây thần kinh như Guillain-Barré, hoặc là tủy của bệnh nhân có tổn thương. Ví dụ chúng ta có thể hay gặp ở trên lâm sàng là bệnh nhân bị chấn thương cột sống cổ gây đứt tủy cổ, cho nên là bệnh nhân sẽ liệt cơ hô hấp, rồi là bị rối loạn cơ tròn, bệnh nhân bị tiểu tiện và bệnh nhân nằm một chỗ gây loét, và bệnh nhân bị teo cơ cứng khớp đấy. Thế thì rồi là những cái trường hợp mà rắn độc cắn, thì chúng ta thấy là ở những cái trường hợp bệnh nhân bị suy hấp như thế này thì chúng ta phải xử trí ngay. Tôi ví dụ bệnh nhân nhược cơ thì thường là quản lý ở khoa thần kinh rồi cho ra ngoại trú dùng mesinone đấy. Thế thì khi nào thì bệnh nhân phải vào viện? Khi mà bệnh nhân nuốt khó hoặc là cảm giác khó thở là phải vào viện cấp cứu. Tại sao lại như vậy? Ví dụ như bệnh nhân bị liệt cơ do nhược cơ, cơ lực bị giảm, cho nên là nuốt rất là khó, và nuốt khó như vậy thì bệnh nhân là gì ạ, sẽ dễ bị sặc. Khi bị sặc thì chúng ta có hình dung là nếu một người khỏe chúng ta thì bệnh nhân sẽ gì ạ, sẽ ho và khạc những cái dị vật ra khỏi đường thở. Thế thì nhưng mà bệnh nhân nhược cơ thì không làm được như vậy, cho nên là gì, những dị vật đường thở và có thể gây suy hấp, có thể ngừng thở đấy. Thì tôi ví dụ hôm trước là trước đây chúng tôi có một cái bệnh nhân là một cái cô mới ra trường tốt nghiệp công an vào bệnh viện xin vào công an của một cái tỉnh. Thế thì cô mới đi làm cho nên cô bị thấy nuốt khó nhưng mà cô không đi viện. Thì cô vừa mới vào làm, cô rất là ngại cho nên cô không xin nghỉ. Nhưng mà rất tiếc là ăn sáng cô bị sặc và cô không khạc được cái dị vật ra, và cô bị suy hấp và đến bệnh viện tỉnh một là cô bị ngừng tim. Đấy. Thế thì cho nên là chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân nhược cơ phải vào viện khi bệnh nhân cảm giác suy hấp hoặc là nuốt khó. Đấy. Rồi là những cái bệnh nhân mà liệt khác cũng thế, là chúng ta suy hấp là chúng ta phải vào viện vì đây là cái cấp cứu. Đấy, cũng như vậy bệnh nhân bị rắn độc cắn thì trước đây có những cái bệnh nhân rắn độc cắn thì được chuyển từ gì ạ, từ cơ sở y tế lên bệnh viện Bạch Mai, lên trung tâm chống độc, thì các anh chị thấy là người ta không kiểm soát đường thở trước. Đấy, và đi trên đường là bệnh nhân bị suy hấp và đến cửa trung tâm chống độc là bệnh nhân bị ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn. Thế thì cho nên là rắn độc cắn là chúng ta phải tiên lượng được bệnh nhân có nguy cơ bị gì ạ, bị suy hấp, thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản trước, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng cái bộ đặt ống nội khí quản, hoặc là chúng ta là điều dưỡng chúng ta chỉ cần biết cái kỹ thuật bóc bóng mát thôi là chúng ta có thể đảm bảo được hô hấp bệnh nhân. Còn nếu không bệnh nhân thì có thể là gì ạ, tử vong trên cái mệt cơ hô hấp là một cái dấu hiệu nặng, tính nước gì có thể trình bày kiệt sức hô hấp là dấu hiệu nặng, là dấu hiệu cảnh báo chúng ta phải xử trí ngay.
Thế rồi trên lâm sàng chúng ta có thể gặp những cái hạ kali máu. Hạ kali máu bệnh nhân có thể gì ạ? Gây liệt cơ và chướng bụng, rồi thậm chí có thể ngừng tim. Thì đấy là cơn yếu đấy. Đấy, thì nó không đảm bảo được cái nhịp thở đủ cái thể tích khí lưu thông. Tiếp theo nữa là cái nguyên nhân ở thành ngực thì chúng ta thấy hay gặp nhất là bệnh nhân chấn thương gãy xương sườn, mạc sườn di động, cho nên là gì ạ, làm cái động tác thở vào, thở hít vào và thở ra nó khó khăn và bệnh nhân đau, bệnh nhân cũng không thở được, đúng không? Rồi tiếp theo giống như những cái bệnh nhân mà bị tăng áp lực ở bụng, tôi ví dụ như bệnh nhân hay bị cấp, cái áp lực ở bụng nó tăng có khi là 25-30 cm nữa, rồi thơ hơn nữa, thì cái cơ hoành nó sẽ bị đẩy lên trên, cho nên là gì ạ, nó cản trở cái hoạt động cơ hoành hít vào hạ xuống được, cho nên không đảm bảo thành tích khí lưu thông trên bệnh nhân cũng suy hấp. Đấy, ví dụ trong trường hợp viêm tụy cấp. Rồi những cái tình trạng biến dạng lồng ngực thì sẽ hay gây suy hấp mãn tính thôi. Thì những cái bệnh nhân đã có suy hấp mãn tính chỉ cần một cái đợt cấp khởi phát được cấp, ví dụ viêm phổi là cũng xuất hiện suy hấp cấp, là bệnh nhân phải nhập viện. Đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân về thành ngực, cho nên chúng ta phải đánh giá bệnh nhân là như vậy cả thành ngực nữa. Tiếp theo là những cái nguyên nhân về đường hô hấp thì chúng ta hay gặp là những cái tắc nghẽn lan tỏa của đường hô hấp, ví dụ như cơn hen phế quản cấp hoặc là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái này chúng ta hay gặp trên lâm sàng rồi đúng không ạ, tôi không nhắc lại nữa. Rồi là tắc nghẽn khu trú đường hô hấp, ví dụ bệnh nhân khó thở thanh quản, khó thở thanh quản có thể do viêm, do virus, đặc biệt là trẻ em là do virus hợp bào hô hấp thì có gây khó thở thanh quản rất là nặng nề, bệnh nhân này phải cấp cứu, chúng ta thấy là bệnh nhân khó thở tiếng rít thanh quản. Đấy, hoặc là trong bệnh viện chúng ta có thể gặp là bệnh nhân khó thở thanh quản trong những trường hợp phản vệ. Phản vệ thì bệnh nhân có thể gì ạ, gây khó thở và chúng ta có thể nghe thấy tiếng rít thanh quản, hoặc là chúng ta đặt cái ống nghe vào cái thanh quản thấy tiếng rít. Thì trường hợp ấy là bệnh nhân cái đường thở nó hẹp lại, cho nên chúng ta phải xử trí ngay là dừng tiếp xúc với dị nguyên và dùng Adrenaline ngay tại chỗ, chứ chúng ta đừng chờ hội chẩn nặng quá bệnh nhân gì ạ, suy hô hấp nặng, đúng không? Rồi cái dị vật đường thở tức là bệnh nhân có thể là đang ăn xuất hiện là bệnh nhân gì ạ, sặc, ví dụ như đang ăn hạt lạc thế thì bệnh nhân nói chuyện thì bệnh nhân xuất hiện sặc và đường thở thì gây ra hội chứng xâm nhập, bệnh nhân khó thở rồi gì ạ, nói khó, rồi chúng ta thấy là tay bệnh nhân ôm chặt cái vùng gì ạ, khí quản, thì bệnh nhân ấy là chúng ta phải làm biện pháp Henlich ngay, tống cái dị vật ra, chứ không thì bệnh nhân sẽ gì ạ, sẽ ngạt thở và có thể tử vong. Rồi những cái polyp của đường hô hấp, hoặc là chúng ta nếu mà bệnh nhân đặt nội khí quản mà chăm sóc không tốt, tí nữa chúng tôi sẽ trình bày là chúng ta thấy gây hẹp đường thở, gây hẹp đường thở, gây khó thở thanh quản, phải vào trung tâm và tai mũi họng để gì ạ, để phẫu thuật hoặc là đặt stent. Thì đấy là cái nguyên nhân của đường hô hấp bị tắc nghẽn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những cái bệnh lý ở mang phổi và mạch phổi. Thì mạch phổi chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng là tràn dịch mạch phổi, tràn khí mạch phổi. Thì ở những cái bệnh nhân mà đặt nội khí quản mà có dấu hiệu tràn khí mạch phổi như vậy thì chúng ta thấy là bình thường chúng ta hít vào là áp lực âm, nhưng mà khi thở máy là đẩy cái áp lực dương vào phổi. Đấy, thì bệnh nhân đã tràn khí mạch phổi mà chúng ta không phát hiện được, mà cái máy nó cứ bơm liên tục cái máy và áp lực dương như vậy thì nó gì ạ, cái màng phổi nó bị gì ạ, nó bị chứa đầy khí cho nên nó ép sát phổi lại và cái gây suy hô hấp. Cái thứ hai nữa là gì ạ, khi mà cái áp lực dương cứ liên tục vào màng phổi thì nó sẽ gây gì ạ, tăng áp lực trong lồng ngực, thì bệnh nhân sẽ gì ạ, máu nó sẽ không về được 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 tim, thì sẽ gây gì, tụt huyết áp, người ta gọi đấy là tràn khí màng phổi áp lực. Cho nên trường hợp đấy chúng ta phải xử trí ngay là gì ạ, phải đặt cái dẫn lưu màng phổi phát hiện sớm, mà phụ giúp bác sĩ đặt cái dẫn lưu màng phổi vào lúc luôn, không thì bệnh nhân gì ạ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo là bệnh lý mạch phổi, như tôi nói các anh chị ở ở khoa sản chúng ta có thể gặp tắc mạch ối đúng không? Còn ở những cái bệnh nhân mà nằm lâu, như tôi nói các anh chị nằm lâu có huyết khối tĩnh mạch sâu ấy, thì là bệnh nhân nằm bất động rồi là gì ạ, bệnh lý tăng đông rồi là gì ạ, chúng ta làm đặt những cái thủ thuật xâm lược vào mạch máu thì sẽ hình thành huyết khối ở những cái tĩnh mạch sâu như tĩnh mạch ở chi chẳng hạn, thì huyết khối nó bong đi, nó đến phổi với tắc mạch phổi, thì bệnh nhân đấy là chúng ta cũng phải phải lưu ý. Cho nên là trong điều trị hoặc là gì ạ, chăm sóc bệnh nhân là có phải có dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu đấy. Thì khi mà huyết khối tĩnh mạch sâu thì chúng ta gợi ý là gì, khi mà tắc mạch thì cái chân một bên chân bị huyết khối thì nó sẽ gì ạ, phù nề lên, sưng nề lên và xuất hiện khó thở, là chúng ta phải nghĩ đến tắc mạch phổi đúng không? Tiếp nữa là chúng ta đi vào cái nguyên nhân ở nhu mô phổi, thì chúng ta hay gặp nhất là gì ạ, nhiễm khuẩn hô hấp. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp là do vi khuẩn, có thể do virus. Đấy, ví dụ như bệnh nhân có sốt, có ho, có khó thở. Đấy, rồi là gì, ho khạc đờm, và đờm có thể là màu vàng, đấy, hoặc là màu xanh, và chúng ta khám thì bệnh nhân có suy hô hấp.
đo S ngoài dạng chụp khoang phổi thấy tổn thương thì đấy là cái phổi, cái phế nang nó sẽ bị gì ạ, viêm nhiễm nó hẹp lại và cái màng phế nang nó bị dày lên thì không trao đổi được phổi độ oxy nên bệnh nhân bị tổn thương nhu mô phổi. Rồi xẹp phổi, tí nữa chúng ta sẽ xem hình ảnh nhu mô nó xẹp lại cũng có cái nhu mô để mà trao đổi khí. Rồi là gì nữa ạ? Phù phổi cấp huyệt động, cái này chúng ta hay gặp nhất ở tim mạch hoặc là khoa thận đấy, hoặc là ở những cái khoa mà chúng ta truyền nhiều dịch quá và chúng ta không theo dõi cái dịch vào da thì cái lượng nước trong cơ thể nó tăng lên đấy, gây tăng áp lực thủy tĩnh. Thì chúng ta thấy là bình thường trong mạch máu có hai áp lực, áp lực keo là do protein quyết định, tức là nó sẽ có tác dụng kéo nước vào trong lòng mạch, còn thứ hai là áp lực thủy tĩnh nó có tác dụng là đẩy nước ra khỏi lòng mạch, cho nên là gì ạ, bệnh nhân sẽ xuất hiện là phế nang nó tràn ngập nước đấy, và gì ạ, phù phế nang vào mạch, cho nên là gì, ngược lại nó sẽ gây gì, gây khó thở đấy, phù phổi cấp huyệt động. Cho nên là chúng ta phải theo là chúng ta thấy là có một cái bệnh nữa phải xử trí cấp cứu ngay, đây là chảy máu phổi. Máu phổi thì bệnh nhân gì ạ, đột ngột ho rồi là ra cái bọt màu hồng, có máu màu hồng đấy, có thì chúng ta thấy là chảy máu phổi như thế thì chúng ta hình dung là bệnh nhân rất là nguy hiểm, đặc biệt là vỡ những cái mạch máu lớn đấy, vỡ mạch máu lớn thì cái phế nang nó tràn ngập máu cho nên nó không có chỗ để trao đổi khí. Cho nên những cái trường hợp này chúng ta phải xử trí ngay lập tức, xử trí gốc, và các bác sĩ chuyên máu gốc là phải đặt cái ống nội hai lòng, tức là một đặt cái nội khí quản hai lòng và cô lập cái phổi bị chảy máu lại thì còn khí nó sẽ trao đổi qua cái phổi lành. Cho nên trường hợp này thì xử trí vô cùng nhanh chóng chứ không thì bệnh nhân sẽ gì ạ, sẽ tử vong ngay. Chứ chúng ta đừng nghĩ chảy máu phổi gây là mất máu, gây giảm thể tích, không phải, bệnh nhân sẽ chết trước vì cái phế nang nó ngập máu, tràn ngập máu thì gây bệnh nhân suy hấp. Rồi là cái tình trạng nữa là bệnh nhân bị chấn thương phổi, đụng dập phổi thì có thể gây dẻo gãy xương sườn hoặc đục phổi để gây tổn thương phế nang, là không trao đổi được khí. Thế thì đấy là những cái nguyên nhân suy hấp ở trên lâm sàng, thì tôi xin nhắc lại là bệnh nhân có thể suy hấp do gì, giảm thông khí phế nang hoặc là do giảm tưới máu đúng không, hoặc là do màng phế nang trong mang mạch và phế nang mang mạch nó có vấn đề đấy. Thì các bệnh ngành lâm sàng thì tôi đi theo từng các cơ quan như trung tâm hô hấp có vấn đề này, rồi là gì nữa ạ, là cơ hô hấp có vấn đề này, rồi tiếp nữa là gì ạ, các bệnh lý ở đường dẫn khí nó bị hẹp hoặc tắc này, rồi là gì ạ, màng phổi nó có vấn đề này, rồi mạch phổi nó bị tắc này, rồi là gì ạ, bệnh lý ở nhu mô phổi như tôi vừa trình bày các anh chị, thì chúng ta sẽ đi vào các nhóm như vậy. Và còn nữa, chúng ta có thể trong những cái trường hợp suy hô hấp nữa là chúng ta thì gặp trên lâm sàng là bị tụt huyết áp, sốc tụt huyết áp gây gì ạ, không cung cấp máu lên cơ thể đấy, thì chúng ta phải điều trị tại nguyên, hoặc là gì ạ, giảm hemoglobin không có cái chất gắn oxy là bệnh nhân cũng suy hô hấp, hoặc là bệnh nhân có thể ngộ độc, ví dụ ngộ độc khí CO chúng ta thấy hay là mùa đông ấy, chúng ta chăm sóc cho bệnh những cái người bệnh người ta sử dụng cái than thì ngộ độc khí CO thì CO nó có ái lực rất mạnh với cái hemoglobin, nó sẽ tranh chấp với cả cả hemoglobin cho nên oxy không gắn được, rồi là ngộ độc mô. Thì đấy là những cái nguyên nhân gây suy hấp là trên lâm sàng, và chúng ta có thể khám lâm sàng thì chúng ta phát hiện được các biểu hiện của suy hấp đó là gì, khó thở là cảm giác chủ quan của người bệnh kêu khó thở và chúng ta quan sát thấy nhịp thở của bệnh nhân tần số nó không bình thường đó, mà nó nhanh là trên 25 lần một phút hoặc là chậm dưới 10 lần một phút, và nhịp thở nó rối loạn, thở không đều và rối loạn, chúng ta thấy có thể là nhịp thở sinusoidal, tức là gì ạ, bệnh nhân cứ thở nhanh 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 dần dần xong lại dịa giảm dần và ngừng thở xong lại tiếp tục đúng không? Hay gặp những trong trường hợp ức chế trung tâm hô hấp. Rồi những rối loạn nhịp thở là chúng ta có thể nhịp thở nhanh sâu, hít vào rất là nhanh sâu, nhanh và sâu và thở ra mạnh, thì hay gặp nhất trong trường hợp nhiễm toan đấy, toan chuyển hóa, ví dụ toan xê tôn đưa đái tháo đường, hoặc là bệnh nhân suy thận gây gì ạ, không điều trị kịp thì bệnh nhân bị toan, nhiễm toan nó trong máu thì gây là gọi là nhịp thở đấy, là nhịp thở Kussmaul đấy, rối loạn. Rồi là chúng ta thấy là các biểu hiện lâm sàng của tăng cơ bắp là bệnh nhân gì ạ, vã mồ hôi, cánh mũi phập phồng, rồi thở nhanh, bệnh nhân phải sử dụng những cơ bắp phụ như là co kéo hõm ức, co kéo khoang liên sườn, và nặng hơn nữa là chúng ta thấy là bệnh nhân có di động bụng ngực ngược chiều, và những trường hợp ấy là chúng ta phải can thiệp ngay, những cơ hấp nó mệt quá rồi, tăng công thở quá rồi thì chúng ta phải can thiệp ngay. Và khi mà thiếu oxy thì chúng ta thấy là bệnh nhân
Nhẹ thì siêu hấp là quanh môi, tính quanh môi, và nặng là tính toàn thân. Và chúng ta theo dõi thì S của ngoài nó giảm. Đấy. Và khi mà siêu hấp như thế, giảm oxy thì cơ thể nó phản ứng nhanh bằng cách gì ạ? Tim nó sẽ mạch nhanh lên, huyết áp sẽ tăng lên để đảm bảo gì ạ? Cung cấp oxy cho tổ chức. Đấy. Nhưng mà giai đoạn nặng quá, siêu hấp nặng quá thì gì ạ? Mạch nó lại chậm lại. Đấy. Dưới 60 lần một phút là dấu hiệu siêu hấp nguy kịch. Rồi là gì? Huyết áp tụt. Và nặng nữa là bệnh nhân không xử trí, bệnh nhân có thể tử vong. Mạch không bắt được, đúng không? Rồi là gì? Khi mà thiếu oxy tổ chức hoặc là tăng CO2 thì chúng ta thấy là sẽ biểu hiện bệnh nhân sẽ rối loạn ý thức, bệnh nhân có thể kích thích, vật vã, hốt hoảng, và nặng nữa là bệnh nhân có thể đi vào lơ mơ hoặc hôn mê. Thì đấy là dấu hiệu của siêu hấp. Và trên lâm sàng chúng ta thấy là các dấu hiệu bệnh nguyên của siêu hấp cấp, tôi ví dụ tràn khí màng phổi, tràn khí da là gì ạ? Là bệnh nhân chúng ta có thể nhìn thấy là da lồng ngực một bên căng phồng lên, sờ thì lép bép ở dưới da. Và gì ạ? Bệnh nhân siêu hấp và nghe phổi gì làm cái nang một bên nó giảm. Đấy, thì đấy là bệnh nhân có biểu hiện của gì ạ? Siêu hấp cấp do tràn khí màng phổi. Cũng như viêm phổi thì chúng ta thấy là bệnh nhân phải có sốt, có ho, có khó thở, đúng không ạ? Thì đấy là các dấu hiệu bệnh nguyên của bệnh nhân siêu hấp cấp. Thì trên lâm sàng là chúng ta bắt buộc chúng ta phải phân loại siêu hấp. Thì ở đây chúng tôi lưu ý đến hai vấn đề là siêu hấp nặng và siêu hấp nguy kịch. Siêu hấp nặng thì bệnh nhân cần phải ưu tiên xử lý cấp và theo dõi rất sát. Thì biểu hiện là gì? Bệnh nhân kích thích vật vã, có thể là gì ạ? Tím rất là rõ, vã mồ hôi nhiều, mạch trên 120 lần phút và thở nhanh trên 30 lần phút, SpO2 dưới 90 lần phút, 90%. Thì đây là cái dấu hiệu siêu hấp nặng, chúng ta cần hỗ trợ tích cực ngay. Là ví dụ như co thắt là do hen phế quản là chúng ta phải dùng thuốc giãn phế quản ngay, đường khí dung, ví dụ như vậy. Đấy, hoặc là tràn khí màng phổi thì chúng ta phải dẫn lưu khí màng phổi, không thì bệnh nhân có thể chuyển ngay sang siêu hấp nguy kịch. Thì biểu hiện của siêu hấp nguy kịch là chúng ta phải xử trí ngay, phát hiện được xử trí ngay, không thì bệnh nhân có thể tử vong rất nhanh chóng. Thì chỉ cần một trong các dấu hiệu sau là chúng ta phải chẩn đoán là siêu hấp nguy kịch, là bệnh nhân thở chậm dưới 10 lần một phút hoặc là ngừng thở. Thứ hai là bệnh nhân hôn mê. Cái thứ ba là tụt huyết áp. Đấy, cái thứ tư là tím toàn thân. Và cái thứ năm là gì ạ? Cái nhịp tim chậm dưới 60 lần một phút. Thì đây là siêu hấp nguy kịch. Thì khi đã siêu hấp nguy kịch thì chúng ta phải can thiệp ngay, hỗ trợ hô hấp ngay. Đấy, là có thể bóp bóng mask hoặc là đặt nội khí quản. Đấy, thì trường hợp nguy kịch là gì? Chúng ta phải can thiệp thủ thuật trước và các thuốc sau. Chứ còn trường hợp nguy kịch này là chúng ta lại bệnh nhân hen phế quản thở dưới 10 lần phút chúng ta lại cho khí dung thì bệnh nhân có thở được đâu mà cho khí dung, mà thở khí dung đấy, hoặc là thở oxy, các anh chị hình dung không ạ? Cho nên là siêu hấp nguy kịch này là chúng ta phải can thiệp thủ thuật ngay rồi cắt thuốc sau đấy. Thì đấy là hai cái biểu hiện siêu hấp nguy kịch và siêu hấp nặng mà chúng ta phải phát hiện. Thì ta có thể xét nghiệm thấy là đo nồng độ các chất khí trong máu, chúng ta thấy là gì? PaO2 giảm, tức SO2 giảm, và chúng ta thấy có thể tăng CO2 trong những trường hợp mà bị giảm thông khí. Ví dụ là bệnh nhân gì ạ? COPD, rồi là bệnh nhân nhược cơ là có thể tăng gì ạ? Tăng CO2. Đấy. Còn khi mà tăng CO2 nhiều quá, nó sẽ gây gì? Nhiễm toan hô hấp, là bệnh nhân gì ạ? Có pH giảm và PaC, PCO2 nó tăng cao. Tiếp theo là X quang phổi, chúng ta thấy có tổn thương phổi. Tổn thương phổi có thể do nguyên nhân phổi, chúng ta có thể thấy đúng không ạ, là hình ảnh tổn thương mờ lan tỏa hại phổi nếu mà gì có hình ảnh viêm, hoặc là tràn khí màng phổi thì chúng ta thấy là gì ạ, có hình ảnh sáng và cái phu nhu mô phổi xẹp lại. Rồi là tổn thương thành ngực, ví dụ như chúng ta nhìn quan sát thì có thể thấy các xương sườn nó gãy đấy, thì đấy là chúng ta có thể nhìn được. Và các nguyên nhân khác tùy theo nguyên nhân của siêu hấp cấp. Ví dụ như bệnh nhân suy thận thì chúng ta thấy là gì ạ, ure creatinine tăng đấy, kali nó có thể tăng, ví dụ như thế. Thì đấy, rồi là bệnh nhân siêu hấp này do bệnh nhân này là bị suy tim, suy tim nhồi máu cơ tim, thì chúng ta làm điện tâm đồ thì có biến đổi trên điện tim. Thì đấy là các xét nghiệm khác để tìm nguyên nhân của siêu hấp. Thế thì bài hôm nay thì chúng ta trong bối cảnh dịch Covid, và dịch Covid thì tôi sẽ cũng sẽ trình bày thêm một chút là chúng ta về cái bệnh cảnh và cái dịch. Thì cái dịch Covid thì chúng ta thấy là nó xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 đúng không ạ? Và sau đó thì nó ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, và sau đó thì nó lan ra rất là nhiều nước.
Đây là cái số liệu chúng tôi cập nhật hôm 13 tháng 4, chứ hôm nay nó toàn thế giới thì hơn 2 triệu người mắc rồi ạ. Số lượng tử vong cao lên. Thì chúng ta thấy là toàn thế giới là hôm 13 tháng 4 là như vậy. Và Trung Quốc thì có 82.000 người bị và tỷ lệ tử vong là gì ạ? Hơn 3.000 người, tỷ lệ tử vong chung là 4,1. Ở Mỹ là gì ạ? Hơn 500, gần 600 người bị và tỷ lệ tử vong lên 23.000. Nhưng mà bây giờ Mỹ thì chúng ta biết là lên đến gì ạ? 40.000 người tử vong rồi. Ở Đức thì là bây giờ là hôm nay là gì ạ? Gần 150.000 người bị rồi và cái tỷ lệ tử vong là 4.000 bệnh nhân, 4.000 người. Và chúng ta thấy là ở Đức thì cái tỷ lệ tử vong là gì ạ? Nó thấp nhất do gì? Chúng ta thấy là gì? Người ta đối phó tốt và gì ạ? Người ta có chiến lược giãn cách xã hội rồi là gì ạ? Là người ta chuẩn bị sẵn sàng phương tiện là gì ạ? Cái giường hồi sức, trang thiết bị máy thở. Và người ta thấy giường hồi sức anh chị thấy là bình thường ở các nước châu Âu là có 4 giường thôi trên 1.000 người dân, nhưng mà ở Đức thì là cái số giường lên đến 28 giường. Và thứ hai là trang thiết bị của họ rất tốt và máy móc thì vô cùng tốt. Và gì ạ? Người ta trang thiết bị cho cái người xét nghiệm COVID là bác sĩ gia đình, cho nên là khi phát hiện được thì người ta về người ta cách ly. Đấy. Và người ta hướng dẫn điều trị sớm, cho nên là gì ạ? Cái tỷ lệ tử vong ở Đức nó rất là thấp. Đấy. Và người ta có nhận những cái bệnh nhân ở các nước châu Âu sang để điều trị nữa. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái dịch này nó khủng khiếp như vậy. Cái tỷ lệ người mắc là hơn 2 triệu người và cái tỷ lệ tử vong rất là cao, đúng không? Thế thì ở Việt Nam mình thì trước đây có cái dịch đại dịch SARS năm 2003, mà đợt đấy là ở Việt Pháp, đúng không? Và sau đó rất là may là chúng ta khống chế được và cũng có nhiều nhân viên y tế bị và có những bác sĩ bị tử vong. Và đặc biệt cái bác sĩ mà của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã người phát hiện ra virus SARS đợt đó cũng đã bị tử vong. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà phòng lây nhiễm và đặc biệt lây nhiễm cho nhân viên y tế là vô cùng quan trọng. Vì cái dịch thì các anh chị hình dung là nước mình làm rất là tốt là làm sao để giảm cái tỷ lệ mắc nó giảm. Chứ còn nếu mà bị nhiều như thế như các nước thì chúng ta không có đủ nguồn lực về máy móc, về người. Ví dụ như máy thở chúng ta có thể sản xuất được, nhưng mà chúng ta không có người để sử dụng máy thở, không có người chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ như ở bên Việt Pháp, ở chỗ chúng tôi ngày trước là có giáo sư Bình và giáo sư Tuấn sang đấy, thì các anh chị cứ hình dung là khi bệnh nhân phải thở máy, trước nặng phải thở máy, phải khi sốt nặng thì phải dùng an thần giãn cơ, và nhiều trường hợp bị tuột dây máy thở hoặc là máy mất áp lực là mà chúng ta không phát hiện được bệnh nhân thì tử vong. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là nó khủng khiếp là cái đặc khi mà xảy ra đại dịch như vậy. Cho nên là để dự phòng ít người mắc hoặc là giảm cái tốc độ người mắc là chúng ta có thời gian để chúng ta chuẩn bị đối phó với dịch nó tốt hơn. Thì đấy là do COVID, dịch COVID và do cái virus COVID gây nên, corona gây nên. Thì cơ chế vệ sinh của tổn thương COVID là gì? Là virus nó, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đây. Thì chúng ta thấy con virus, cái hình của virus này nó xâm nhập vào các receptor ở cái tế bào nội mô và màng trong, đúng không? Nó sẽ gây viêm nhiễm, nó sẽ gây phù khoảng kẽ, viêm nhiễm gây hẹp xẹp phế nang, rồi phù khoảng kẽ, cho nên là giảm thông khí và gì ạ? Giảm cái khả năng trao đổi khí, rồi chưa kể nó có tổn thương mạch nữa, đấy, nó sẽ gây siêu hấp tiếp theo. Thế thì nó tổn thương ở đâu và vị trí nó gắn vào đâu? Thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh những con virus SARS-CoV nó tổn thương, nó đi vào gì ạ? Vào tế bào phế nang và nó gắn cái thụ thể ACE2 và nó gây tổn thương hô hấp và nó gì ạ? Nó gây gì ạ? Gây tổn thương về tim nữa. À, rồi nó có thể gây co mạch, rối loạn mạch, cho nên vừa giảm thông khí, vừa khó trao đổi khuếch tán oxy qua màng phế nang mạch, lại vừa gì ạ? Gây liệt mạch. Đấy. Rồi là gì nữa? Tim mạch nó cũng tổn thương và có thể suy đa cơ quan. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh sau. Đấy. Và cái vị trí tổn thương nó ở đâu? Vị trí tổn thương thì chúng ta thấy là nó hay gặp ở cái hình bên trái là mô bệnh học, chúng ta nhìn thấy cái mũi tên ấy. Thì nó chủ yếu tập trung vào rìa phổi. Đấy, là cái nơi mà cái phổi dễ tổn thương nhất. Và nhìn trên chiếu lên hình ảnh X quang đây là hình ảnh CT ngực của cái giáo sư người Úc, người Ý, và ông này làm rất tốt về hồi sức hô hấp và RNS, và ông đưa bệnh nhân đi chụp CT. Thì các anh chị thấy là khi mà chụp CT ở những cái bệnh nhân này, đưa bệnh nhân đi mà trong cái bệnh cảnh lây lan như thế, đưa bệnh nhân đi chụp thì rất dễ lây lan. Đấy. Thế nhưng mà người ta đã vì nghiên cứu người ta làm rất là tốt, và chúng ta thấy là cái hình ảnh nó tổn thương, chúng ta thấy ở rìa phổi đấy ạ. À. Rìa phổi cái màu trắng đấy, ở rìa phổi đấy, ở bên phải, phổi bên phải, chúng ta lấy ở bên ngoài, đúng không? Ở bên ngoài rìa phổi, sau đó mới lan lên.
Thì đây là chúng ta thấy cái mô tả cái hình ảnh tổn thương của phế nang mô mạch, cái hình tròn tròn là phế nang đó, và cái hình ảnh mạch máu ở dưới, và ở nửa bên trái là cái giai đoạn tổn thương sớm và bên phải là giai đoạn nặng rồi. Thì giai đoạn sớm là gì ạ? À, cái con virus SARS-CoV-2 nó vào phổi. Đấy, nó vào trong phổi nó gây tổn thương thì nó gì ạ? Cái đại thực bào của phế nang nó sẽ gì ạ? Nó kết hợp với đại thực bào của phế nang nó sẽ gì? Hoạt hóa những cái tế bào viêm. Đấy, hoạt hóa tế bào viêm thì nó sẽ giải phóng ra các gì ạ? Các chất trung gian hóa học. Đấy, là các cơn bão cytokine. Khi mà những cái cytokine hoặc là cytokine ấy thì nó sẽ gây tổn thương nhiều cơ quan. Đấy, trong đó có gì ạ? Có đường, có tim mạch, gây gì ạ? Gây tụt huyết áp, rồi có thể gây gì ạ? Tổn thương thận, gây suy thận. Đấy. Và khi mà nó viêm nhiễm như vậy thì nó lại càng kéo gì ạ? Nó càng diện gọi những cái bạch cầu đa nhân trung tính rồi monocyte đến, đúng không? Nó gây viêm nhiễm và nó gây dịch tiết, gây dây dịch tiết, nó gây xẹp phế nang, rồi nó gây gì ạ? Gây dày mạch màng phế nang, cho nên gây hyalin hóa màng màng phế nang mạch, cho nên là gì ạ? Nó sẽ gây cản trở hô hấp. Chưa kể nó gắn với các thụ thể ACE2 nó gây liệt mạch. Giai đoạn đầu tiên thì phổi nó còn tốt nhưng mà gì ạ, vẫn suy hấp do cái gì ạ, cái mạch nó liệt cho nên tưới máu nó không đảm bảo. Đấy, anh chị hình dung không ạ? Thì đấy là cái hình ảnh của tổn thương phổi do COVID-19 nó gây nên như vậy. Thế thì tiến triển của bệnh như thế nào? Thì chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh mô tả tiến triển bệnh. Cái trục tung đấy là cái mức độ nặng và trục hoành là cái thời gian. Thì có chia là các pha giai đoạn sớm, pha nhiễm quả sớm, tức là khi virus vào cơ thể thì là cơ thể sẽ đáp ứng với virus. Biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân sẽ sốt rồi ho rồi có thể tiêu chảy hoặc đau đầu, và chúng ta thấy là gì ạ, xét nghiệm ở trong phân của bệnh nhân cũng có thể là có virus SARS-CoV-2 đó ạ. Và xét nghiệm thì chúng ta thấy là bệnh có bạch cầu lympho tăng, rồi là có thể tăng tỷ lệ protein, rồi tăng dedimer. Dedimer nó có thể gây tắc mạch anh chị ạ. Đấy, cho nên là tí nữa chúng ta chăm sóc là chúng ta phải cho dự phòng huyết khối tĩnh mạch, rồi chúng ta phải cho bệnh nhân đủ nước đấy để đỡ bị tắc mạch. Đấy. Tiếp theo là giai đoạn pha thứ hai là pha gây tổn thương phổi. Thì pha này bệnh nhân có thể gây khó thở và bệnh nhân có biểu hiện suy hấp, và chúng ta xét nghiệm đo nồng độ các chất khí trong máu PaO2 và chia cho cái FeO2 là cái phân thuất oxy trong khí thở vào, thì cái tỷ lệ bay dưới 300. Đấy. Con người bình thường chúng ta là gì ạ? Là khoảng 400 đến 500. Đấy, tính đến thì dưới 300 gọi là tổn thương phổi cấp, thì ở slide sau tôi sẽ trình bày. Và X-quang có thể mờ hai phổi, và mờ chúng ta thấy là CT ngực có mờ rìa trước, sau đó thì gì ạ, mới đi vào và lan tỏa đến các vùng khác. Và pha thứ ba là pha đáp ứng viêm của cơ thể. Nó đáp ứng rất là mạnh, giải phóng là cơ thể đáp ứng mạnh, viêm mạnh quá nó sẽ giải phóng ra cytokine. Đấy, và chúng ta cứ hay gọi là bão cytokine. Mà cái người phi công người Anh ấy là đã bị về phải lọc máu, phải tim phổi nhân tạo các anh chị ạ. Bệnh nhân trẻ tất nhiên có dấu hiệu béo phì nhưng mà cái đáp ứng của cơ thể với cái nhiễm trùng nó nặng quá đấy thì nó sẽ gây tổn thương phổi cấp, viết tắt là ARDS, rồi bệnh nhân có thể tụt huyết áp với sốc nhiễm khuẩn, rồi là bệnh nhân tổn thương cơ tim gây suy tim. Đấy, thì giai đoạn này chúng ta thấy là gì ạ, có viêm nhiễm thì tăng CRP, có tổn thương tim thì tăng thrombin tinh kê, rồi là cytokine nếu chúng ta định lượng được thì có interleukin 6 nó tăng đấy, và dedimer nó tăng. Thì đấy là các giai đoạn và giai đoạn nặng. Đấy, nếu chúng ta điều trị được bệnh nhân qua được thì bệnh nhân sẽ khỏi, đúng không? Còn khoảng 80% thì bệnh nhân COVID là bệnh nhân mức độ gì ạ? Mức độ suy hấp nhẹ thôi. Đấy, còn khoảng 20% thì bệnh nhân nặng, cần phải hỗ trợ thở máy. Thì đấy là cái tiến triển của cái bệnh COVID. Thì đây là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh phim CT ngực của bệnh nhân tiến triển này. Chúng ta thấy giai đoạn đầu hình ở bên dưới ạ. Cái giai đoạn đầu là bệnh nhân chỉ tổn thương ở rìa 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 của phổi thôi, mờ rìa phổi, sau đó gì ạ, nó tổn thương đến đông đặc nó từng vùng, và cuối cùng là gì ạ, nó đông đặc cả hai bên phổi. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh tổn thương nó kinh khủng như vậy, cho nên là phổi nó tổn thương và nó sẽ giảm cái khả năng trao đổi oxy và thải CO2. Thì cái biểu hiện lâm sàng nặng bệnh nhân có thể gây suy hấp cấp tiến triển, suy hấp cấp tiến triển. Thì chúng tôi cũng phải giải thích với các anh chị cái slide thế nào là suy hấp cấp tiến triển, viết tắt bằng chữ ARDS, từ viết tiếng Anh là Acute Respiratory Distress Syndrome. Thì khi mà suy hấp cấp tiến triển chúng ta hay gặp nhất do virus, trước đây chúng ta gặp cho H5N1 đúng không ạ, rồi là gì ạ, SARS năm 2003,
rồi là gì ạ, bây giờ chúng ta gặp do gì ạ, do COVID. Thì thế nào là siêu hấp cấp tiến triển, tức là bệnh cái biểu hiện siêu hấp nó tiến triển rất là nhanh trong vòng vài ngày thôi, trong vòng 1 tuần thôi đấy. Và cái hình ảnh chúng ta theo dõi X-quang phổi chúng ta thấy mờ lan tỏa như vừa rồi chúng ta thấy trong khoảng 40 giờ nó tổn thương nhanh như thế. Và khi mà mờ lan tỏa hái phổi thì bao giờ chúng ta cũng loại trừ cái nguyên nhân phù phổi cấp do tim mạch. Chúng ta có thể siêu âm tim chúng ta thấy co bóp tim nó bình thường đấy, thế thì chúng ta loại trừ cái nguyên nhân của tim mạch đi đấy, là chúng ta còn lại nguyên nhân cho viêm đấy. Và khi siêu hấp nặng như thế này thì bệnh nhân phải tăng nhu cầu oxy đấy. Và bệnh nhân phải thở có hỗ trợ là cái mức CPAP, tức là cái áp lực dương liên tục, hoặc là cái PEEP, anh chị nhìn PEEP đấy, tức là áp lực, viết tắt là từ tiếng Anh là áp lực dương tính cuối thị thực ra là phải trên 5 cm mới duy trì được oxy cho bệnh nhân. Thế thì khi bị ARDS, tức là nặng rồi nhưng mà người ta vẫn chia là 3 mức độ, là mức độ nhẹ thì cái chỉ số P trên S nó từ 200 đến 300, mức độ trung bình là P trên S nó 101 đến 200, và ARDS nặng là P trên F dưới 100. Thế thì người ta chia như vậy, không phải là ARDS là nhẹ đâu các anh chị ạ. Chia như vậy để người ta có cái phác đồ điều trị nó tương ứng. Ví dụ như siêu hấp nhẹ, ARDS nhẹ thì người ta có thể thở oxy hoặc là thở không xâm nhập. Đấy, nhưng mà mức độ nặng thì chúng ta phải gì thở máy. Mà hỗ trợ thở máy không được, P trên F nó vẫn thấp dưới 100, tức là không cung cấp oxy cho cơ thể, là người ta phải cân nhắc các biện pháp khác như là gì ạ? Bệnh nhân nằm sấp hoặc là gì, hoặc là bệnh nhân phải tim phổi nhân tạo đấy. Thì đấy là siêu hấp cấp tiến triển. Thì bệnh nhân COVID tại sao lại tử vong đấy, thì thứ nhất là tử vong có thể là dần tăng theo tuổi, đấy là ở Trung Quốc người ta đến trên 70 tuổi cái tỷ lệ tử vong lên đến 8%, 88%, mà trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ tử vong lên đến 14%. Còn ở Ý người ta thấy là 90% người tử vong là có tuổi trên 60. Và cái nguyên nhân siêu hấp chủ yếu là gì ạ? Là nguyên nhân tử vong chủ yếu là sống siêu hấp, rồi là các bệnh lý mãn tính kèm theo. Ví dụ như bệnh nhân quá tải, chúng ta không chăm sóc được cẩn thận, bệnh về tim, đái tháo đường, ung thư thì có thể gây gì ạ? Và bệnh nhân nặng thêm. Đấy, và có thể các nguyên nhân khác thì người ta chưa tìm được hết và tiếp tục phải gì ạ? Phải đi nghiên cứu thêm. Nguyên nhân thì thiếu oxy là chủ yếu là do hô hấp, như tôi nói các anh chị tổn thương phổi như vậy, do tuần hoàn có không? Có, vì nó thể gây liệt mạch đúng không, rồi là nó phối hợp cả hai nguyên nhân. Và người ta bây giờ người ta còn nghi ngờ là cái khả năng gắn oxy vào hemoglobin có trục trặc không đấy. Thì đấy là những cái mà cơ chế để gây thiếu oxy. Còn nguyên nhân tuần hoàn tiếp theo, nguyên nhân tuần hoàn thì nhìn tuần hoàn đại thể động mạch huyết áp thì bình thường, nhưng vi tuần hoàn thì người ta thấy là có vấn đề. Ví dụ như nghiên cứu ở tác giả Si, người ta nghiên cứu trên 416 bệnh nhân thấy 82%, 82 bệnh nhân đấy. Và tỷ lệ comorbidity càng cao thì tỷ lệ vong nhiều hơn. Rồi là nghiên cứu của Rio đấy, thấy nghiên cứu 187 bệnh nhân thì thấy là gì ạ, có 27% tử vong đấy. Có bệnh nhân tổn thương tim là 27%, và trong 52 bệnh nhân bị tổn thương tim thì 31 bệnh nhân tử vong, tức là chiếm đến 59%. Thế thì như vậy là nếu bệnh nhân có gì ạ, có siêu hấp mà chúng ta làm xét nghiệm thấy gì có tăng cái men tim tumorite thì có thể gây tổn thương tim đấy, là có nhiều bệnh nhân là gì ạ, tự nhiên là gì tự tử đấy, thì người ta có thể giải thích là virus này nó tấn công vào các receptor ACE2 đấy, nó gây tổn thương mạch và gây tổn thương tim, gây đột tử. Thì đấy là nguyên nhân tử vong của bệnh nhân A đấy, thì là do siêu hấp, là do đúng không ạ, và do lớn tuổi, và do người cao tuổi, và do bệnh lý kèm theo. Thì điều trị cái bệnh nhân này thì để điều trị siêu hấp thì chúng ta biết là do virus thì nó không có thuốc đặc hiệu đúng không, và chúng ta đang thử trên thế giới đang thử một số cái thuốc khác, thuốc điều trị HIV chẳng hạn, người đang thử nhưng nó không có thuốc điều trị đặc hiệu, cho nên là cái điều trị hỗ trợ và cung cấp oxy cho bệnh nhân vô cùng quan trọng. Đấy là thở oxy qua mũi mặt nạ, rồi bệnh nhân nặng thêm thì sẽ thở không xâm nhập. Và chúng ta phải chăm sóc, các anh chị điều dưỡng chúng ta phải chăm sóc là ngoài cái dấu hiệu siêu hấp thì chúng ta xem bệnh nhân có mệt cơ không, nếu mệt cơ là phải hỗ trợ cho người ta. Rồi bệnh nhân có đói không, có khát không. Đấy, khát như tôi nói các anh chị, đói là bệnh nhân gì ạ, rồi là khát tức là bệnh nhân gì cô đặc máu, rồi cũng có thể nguy cơ tắc mạch. Rồi nặng nữa là chúng ta phải thở máy qua nội khí quản, mở khí quản. Và nếu thở máy không hiệu quả, chúng ta tăng oxy lên 100% rồi mà oxy vẫn không đủ,
thì chúng ta phải cân nhắc cái liệu pháp là tim không nhân tạo. Thì đấy là các biện pháp điều trị chữa COVID thì tôi vừa trình bày. Thì để điều trị thì tôi nói chung là các nguyên tắc điều trị suốt chung là gì? Chúng ta phải đảm bảo bệnh nhân thở được, đấy, thở được, tức là đảm bảo với bệnh nhân thở về bình thường. Nếu mà bệnh nhân, một số bệnh nhân nặng, ví dụ phủ một cấp huy động, chúng ta thở không xâm nhập, bệnh nhân có thể cải thiện được rồi. Còn nếu mà không thở được thì chúng ta phải đạt độ khoảng thở máy. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải tăng cung cấp oxy cho bệnh nhân. Là cái biện pháp thở oxy qua kính và mặt nạ để đảm bảo VO2 trên 60 mét thủy ngân hoặc SpO2 trên 90%. Nếu mà nặng nữa là chúng ta thở oxy nồng độ cao. Còn nếu vẫn không đáp ứng thì chúng ta cho thở máy. Và chúng ta có thể thay đổi tư thế để tăng thông khí. Ví dụ như vùng đáy phổi nó bị tổn thương thì chúng ta để khí nó vào phổi, gây gì ạ? Gây tăng đi trao đổi khí, rồi là hỗ trợ đủ hemoglobin. Cái thứ ba chúng ta điều trị nguyên tắc suốt là gì? Là chúng ta giảm tiêu thụ oxy. Là bệnh nhân gì khi mà bệnh nhân sốt này, đau này, rồi lo lắng này thì oxy tiêu thụ tăng lên. Hoặc thậm chí bệnh nhân vận động này, táo bón này cũng tăng, thì chúng ta phải gì ạ, hỗ trợ bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường. Rồi bệnh nhân táo bón thì chúng ta có thể cho thuốc nhuận tràng thì để giảm cái tiêu thụ oxy. Và điểm thứ tư, phải điều trị nguyên nhân suy hấp. Viêm phổi thì phải do vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Suy thận gây vô niệu, gây phù khẩn cấp huy động thì chúng ta phải thận nhân tạo, đúng không ạ? Rồi là gì nữa, là tắc mạch phổi thì chúng ta phải thông nó ra, phải thông nó ra bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc là phẫu thuật lấy cục máu, đúng không? Rồi tràn khí vào phổi thì chúng ta phải gì á, mở màng phổi để dẫn lưu. Đấy thì điều trị nguyên nhân là như vậy, và chúng ta phải dự phòng các biến chứng của gì ạ, của bệnh nó gây nên các biến chứng suy hấp hoặc là nhiễm trùng, hoặc là bản thân các biện pháp điều trị của chúng ta gây nên những các biến chứng, ví dụ như là đọc được tập dõi được tập dụng bệnh nhân có thể biến chứng do thở máy, là chúng ta phải dự phòng và theo dõi và phát hiện và xử trí các biến chứng. Thì đấy là năm nguyên tắc. Thì để điều trị suy hấp thì chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ, đó là oxy. Đấy, tí nữa chúng tôi sẽ trình bày sau. Rồi các dụng cụ đặt ống nội khí quản, rồi là gì ạ, đặt viên mayo và cái dụng cụ để phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế, đúng không? Rồi máy hút đờm, rồi là gì, ống thông, dụng cụ ống thông đặt dưới liêm mạc phổi, rồi bóng ambu và các máy thở, rồi máy theo dõi cho bệnh nhân, lại phải chuẩn bị sẵn sàng, đúng không? Thì đi vào những cái nguyên nhân chúng ta phải xử trí ngay là tràn khí bằng phổi áp lực thì phải dẫn lưu ngay, dị vật đường thở chúng ta phải làm liệu pháp Helix thì chắc là các anh chị biết hết rồi, đúng không ạ? Rồi suy hấp do nguyên nhân suy hấp là chúng ta phải bóp bóng ngay, ví dụ như bệnh nhân ngộ độc ma túy, thở chậm hoặc ngừng thở là phải bóp bóng ngay, đúng không? Và nếu bệnh nhân cải thiện, bệnh nhân tỉnh lại thôi, không thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản. Do bệnh nhân suy hấp do bệnh lý thần kinh cơ liệt cơ rồi không thở được nữa thì chúng ta phải hỗ trợ hô hấp ngay. Đấy. Và khi mà bệnh nhân đang bị suy hấp thì chúng ta phải cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 đến 40 độ để làm sao ạ, cơ hoành nó hạ thấp xuống và gì ạ, bệnh nhân thở nó dễ hơn và bệnh nhân đỡ nguy cơ sặc. Rồi chúng ta phải khai thông đường hô hấp, nếu mà tụt lưỡi thì chúng ta phải cho tư thế nằm nghiêng, đè lưỡi bằng cân Mayo. Rồi là bệnh nhân bị tắc đờm dãi thì chúng ta phải gì ạ, phải đặt ống nội khí quản hút đờm hoặc là vận động trị liệu cho bệnh nhân và đặt nội khí quản hoặc bật nội khí quản. Thì cái biện pháp điều trị suy hấp là quan trọng là chúng ta phải thở oxy cho bệnh nhân, cung cấp oxy như tôi nói với anh chị là thở bằng oxy. Đấy, thì tí nữa chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn là bài liệu pháp oxy. Đó. Và thở oxy mà không được duy trì được oxy rồi mà bệnh nhân vẫn mệt thì chúng ta phải thở hỗ trợ bằng thở không xâm nhập bằng CPAP. Đúng không? Cho những cái bệnh nhân không nặng thôi, trung tâm là cơ hô hấp bình thường. Tức là bệnh nhân này phải trung tâm điều khiển hô hấp nó phải bình thường và cơ nó phải bình thường thì chúng ta mới gì hỗ trợ cho bệnh nhân. Chứ mà chúng ta hô hấp không chỉ đạo được nhịp thở thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản rồi, đúng không? Đấy. Thì thở thông khí áp lực dương như vậy. Và chúng ta có hai cách là thở CPAP áp lực dương liên tục, hoặc là chúng ta thở bằng gì ạ, bằng mặt nạ hoặc là mũi theo BiPAP. BiPAP thì chúng ta thở suy hấp cấp mức độ trung bình hoặc nặng và thở oxy không cải thiện được tình trạng oxy máu. Và khi thở không xâm nhập chúng ta phải không có chứng chỉ định, đúng không? Đấy. Và khi mà chúng ta cho thở không xâm nhập này, tránh cái biến chứng đạt động khí quản, nó sẽ đỡ cái nguy cơ do gì ạ, biến chứng do ống nội khí quản gây nên, gây tổn thương rồi thực quản khí quản, rồi là biến chứng gì ạ, viêm phổi liên quan thở máy gì ạ. Thì đấy, thở không xâm nhập nó tốt như vậy. Thì các biết thở không xâm nhập đây, chúng ta thấy cái hình ảnh thở không xâm nhập đấy, thở không xâm nhập, đúng không ạ, là thở như này. Nhưng mà tôi xin nói là đây là thở một giây thôi, bài bác, nhưng mà nếu mà dịch COVID ấy,
thì chúng ta phải thở cái 2 giây, cái dây dây thở vào thở ra, chứ còn đây có thở 1 giây thở vào và chúng ta có một cái đường thở ra thoát ra ở cái phía đầu ở gần gắn bệnh nhân. Thì nếu mà bệnh nhân COVID mà chúng ta thở cái này thì nguy hiểm quá, nó phát tán hết cả vi khuẩn ra virus ra môi trường xung quanh, lây cho bệnh nhân và lây cho bác sĩ. Cho nên chúng ta phải thở bằng cái hệ thở khí không xâm nhập mà 2 giây, đúng không ạ? Đấy, khi và khi thở không xâm nhập thì là đã suy hấp gan nặng rồi, thì chúng ta thở không xâm nhập thì chúng ta phải theo dõi xem là bệnh nhân có đáp ứng không, có đỡ mệt cơ không, hô hấp có cải thiện không. Nếu không cải thiện thì chúng ta phải chuyển sang thở không xâm nhập, thở xâm nhập là đặt nội quản thở máy. Thì chúng ta phải biết là cái chống chỉ định thở không xâm nhập, thì đây là cái bảng như này thì tôi chỉ rất là muốn là các anh chị cũng nắm được để theo dõi như thế. Nếu mà xuất hiện các dấu hiệu của chống chỉ định thở máy không xâm nhập là chúng ta chuyển sang thở xâm nhập. Vì chúng ta hình dung là các anh chị điều dưỡng nó có vai trò rất quan trọng trong cái chăm sóc thành công của khoa hồi sức tích cực, là các anh chị chiếm đến 60-70%. Và các anh chị có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là độc lập, thì các anh chị phát hiện những cái dấu hiệu đấy, và có cái xử trí riêng của chẩn đoán và xử trí của điều dưỡng riêng, và phát hiện những cái dấu hiệu của người bệnh để báo cho bác sĩ để chúng ta gì ạ, điều chỉnh cái chế độ điều trị cho nó phù hợp. Đấy. Thì tức là anh chị có hai cái nhiệm vụ là độc lập và gì ạ, nhiệm vụ thứ hai là phụ thuộc cùng với bác sĩ, đấy, phối hợp cùng bác sĩ để điều trị. Thì cái chống chỉ định của thở không xâm nhập là gì? Suy hấp nguy kịch, có chấn thương hay biến dạng mạch. Là chấn thương mạch thì chúng ta không thể đặt được cái mát được, mà suy hô hấp nguy kịch nói với anh chị là nhịp thở chậm rồi thì không thể hỗ trợ được nữa rồi, bị quản luôn, đúng không? Thở chậm như thế. Thứ hai là bệnh nhân bị tắc nghẽn đường thở thì chúng ta phải khai thông ra, chứ chúng ta không thể nào gì ạ cho thở không xâm nhập được. Đó. Rồi nữa là gì, bệnh nhân không có khả năng bảo vệ đường thở, tức là bệnh nhân liệt cơ hoặc là tăng tiết đờm, không khả năng kho gạt đờm, mà cái máy không xâm nhập cái mát nó cứ gắn chặt vào mặt bệnh nhân và cái máy thở nó cứ liên tục đẩy vào, mà bệnh nhân không ho khạc đờm thì sẽ gây tắc đường thở, đúng không? Rồi bệnh nhân không hợp tác hoặc hôn mê, thì chúng ta đấy là những cái chống chỉ định của thở không xâm nhập. Thì chỉ xuất hiện những một trong các dấu hiệu này là chúng ta phải báo luôn để chuyển sang cái thế chế độ thở xâm nhập. Thì thông khí nhân tạo xâm nhập chỉ định khi mà bệnh nhân suy hấp mức độ nguy kịch, hoặc là thông khí nhân tạo không xâm nhập không cải thiện được tình trạng suy hấp, hoặc là bệnh nhân có chống chỉ định của thở không xâm nhập, thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản thở máy cho bệnh nhân. Thì đấy là các những cái biện pháp là xử trí suy hấp. Và tiếp nữa là bước thứ ba là chúng ta phải xử trí nguyên nhân suy hấp. Nguyên nhân hô hấp là một số cái trường hợp chúng ta gì ạ, xử trí nguyên nhân tốt là bệnh nhân đỡ suy hấp, ví dụ bệnh nhân hen phế quản mà chúng ta cho thuốc khí dung giãn phế quản, bệnh nhân gì ạ, đỡ co thắt là bệnh nhân có thể gì ạ, khỏi được rồi. Hoặc bệnh nhân tràn khí bằng tràn dịch bằng phổi số lượng nhiều cái hàng lít và chúng ta dẫn đi ra là bệnh nhân đỡ. Đấy. Còn phần lớn các trường hợp suy hấp thì chúng ta phải xử trí nguyên nhân song song với hồi sức. Đấy. Thì chúng ta mới đỡ được, bệnh nhân mới đỡ được suy hấp. Các biện pháp khác phối hợp như tôi nói các anh chị là điều trị làm sao để tối ưu hóa cái cung cấp oxy cho cơ thể là bằng gì, hemoglobin đủ, rồi là giảm cái nhu cầu oxy của cơ thể như là bệnh nhân đau hoặc là gì ạ, co giật hoặc sốt cao, chúng ta phải điều trị nó tốt để bệnh nhân gì không tăng cái nhu cầu oxy nữa. Đấy. Rồi là chăm sóc cho bệnh nhân tích cực, rồi đảm bảo dinh dưỡng, bệnh nhân phải đủ ăn, đói quá không thở được, đúng không? Rồi hạ kali quá cũng không, cơ nó yếu quá cũng không thở được, thì chúng ta phải xử trí các biện pháp phối hợp để xử trí suy hấp. Thì đấy là chúng tôi trình bày về cái nguyên nhân và xử trí hô hấp. Đi vào phần nhận định bệnh nhân, nhận định người bệnh suy hấp, thì tôi cũng xin nhắc lại một chút là cái vai trò của chúng ta, của anh chị điều dưỡng là chúng ta có những cái chức năng độc lập và lên những kế hoạch xử trí những người bệnh. Thứ hai là chúng ta có cái chức năng phối hợp, và để làm tốt thì chúng ta phải có kiến thức, thái độ và các kỹ năng thì mới cấp cứu được bệnh nhân tốt, đặc biệt là những cái mà bệnh nhân là nặng có thể đe dọa đến tính mạng. Cho nên là chúng ta với cái thái độ là hết sức là khẩn trương để xử trí, thì tất cả các bệnh nhân vào với chúng ta không riêng gì bệnh nhân suy hấp, thì chúng ta sẽ phải đánh giá chức năng sống. Nếu mà chức năng sống của bệnh nhân có vấn đề đe dọa đến tính mạng là chúng ta phải xử trí ngay,
chứ chúng ta lúc ấy chứ không phải là tuân thủ là à bệnh nhân vào viện là phải hỏi thủ tục hành chính này rồi là hỏi bệnh này xong rồi mình khám bệnh này đấy, thì nhiều khi quay ra bệnh nhân chết mất rồi đấy. Cho nên là nếu mà bệnh nhân có chức năng sống bị đe dọa là chúng ta phải xử trí ngay. Thì chức năng sống thì chúng tôi hay cứ nói là ABC, tức là A là cái đường thở nó phải đảm bảo thông thoáng đấy. Thì đường thở nếu mà bệnh nhân xem có tắc nghẽn không, do đờm là chúng ta phải hút đờm ngay đấy. Có dị vật đường thở không, có không, có thì chúng ta phải làm biện pháp Henrik không à, rồi là có các thanh quản không, do virus hoặc là do phản vệ với thuốc, là chúng ta phải xem là đường thở nó có vấn đề gì không đấy, phải thông thoáng đấy. Thứ hai nữa là gì ạ, là cái nhịp thở bệnh nhân phải tự thở được, đường thở thông thoáng rồi thì bệnh nhân phải là thở được đấy, là phải thở được, phải đảm bảo đủ tần số, phải đảm bảo một lần hít vào là bao nhiêu đấy. À, rồi là nhịp thở có đều hay không à. Thì nếu như mà bệnh nhân bị suy hô hấp có thở nhưng không hiệu quả thì cái biểu hiện suy hô hấp như tôi trình bày với anh chị rồi đúng không ạ, có tím rồi là sử dụng cơ hô hấp phụ đúng không đấy, và chúng ta quan sát thấy là gì ạ, cái lồng ngực của bệnh nhân nó có bình thường không, nó di động có bình thường không đấy, có khi là lồng ngực của bệnh nhân suy hô hấp nặng không có di động nữa, ví dụ như COPD tắc nghẽn rồi không không có di động lồng ngực đấy, hoặc là một bên tràn khí màng phổi thì một cái lồng ngực, một bên là căng là phồng đấy, khoang di truyền giãn rộng so với bên kia đấy, là chúng ta à thế là có vấn đề gì, có vấn đề về 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 về, về, về ngực rồi, thành ngực của bệnh nhân rồi đấy, phổi có vấn đề rồi đấy, và SY tục là chúng ta phải xử trí ngay, tức là đường thở mới thông thoáng và bệnh nhân phải tự thở được và đảm bảo được oxy đấy. Không thì chỉ có nếu không đảm bảo được thì bệnh nhân sẽ suy hô hấp, và đặc biệt như tôi nói với anh chị là cái mức độ suy hô hấp nguy kịch là chúng ta phải xử trí ngay đúng không ạ. À, tiếp theo là gì ạ, là tuần hoàn. Tuần hoàn thì bệnh nhân có thở nhanh hay thở chậm đấy, nhịp chậm rồi là dấu hiệu nặng rồi, là chúng ta phải xử trí ngay đấy, hoặc là huyết áp không đo được đấy. Rồi hoặc là gì ạ, nặng nữa là chúng ta bắt mạch cảnh đèn không thấy đấy. Như vậy thì nếu bệnh nhân gì ạ bị tự nhiên mất ý thức rồi là gì ạ, bệnh nhân thở ngáp hoặc ngừng thở và chúng ta không thấy bóc được mạch cảnh bị bẹt, là chúng ta phải xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay tại chỗ đúng không ạ, thì để mà cứu sống được bệnh nhân thì chúng ta phải xem là tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân không, rồi là mạch có dùng thuốc vận mạch không, rồi là gì ạ, có thường dùng thuốc hạ huyết áp không, thì đấy là chúng ta phải phải lưu ý về tuần hoàn của bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta phải xem cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh là bệnh nhân có dấu hiệu gì ạ, có hôn mê không, có gì ạ, có lo lắng rồi bồn chồn không, rồi kích thích không đấy, có ngủ gà không hoặc hôn mê. Thì nếu mà bệnh nhân hôn mê dưới Glasgow dưới 8 điểm, tức là mất khả năng bảo vệ đường thở, là chúng ta phải đặt ống nội khí quản rồi đúng không. Rồi đồng tử hai bên như nào, đồng tử đều thì tốt rồi, mà đồng tử giãn một bên thì à, có tiền bệnh lý hoặc là giãn cả hai bên là nặng quá rồi đúng không. Rồi là khi mà thần kinh thì chúng ta phải xem cơ như thế nào, có liệt không, có liệt khu trú không. Liệt nếu bệnh nhân có liệt hầu họng thì bệnh nhân gì ạ, có biểu hiện ăn sặc đúng không, và ho sau khi ăn đúng không, hoặc nuốt không nuốt được hoặc sặc, thì chúng ta sợ là gì ạ, phải đặt xong là gầy cho ăn, không thì bệnh nhân sẽ sặc vào cùng với viêm phổi. Hoặc là cơ lực để cơ có giãn không, đặc biệt là cơ hô hấp, tham gia cơ hô hấp cơ mạch có liệt không. Thì đảm bảo xem cơ hành có liệt không thì chúng ta xem thường là nói cái bệnh nhân là gì ạ, căng phồng bụng lên đấy, chúng ta đặt cái tay ở ở vùng vùng hạ sườn của bệnh nhân ấy, và nói bệnh nhân bạn là căng bụng lên, nếu mà chúng bệnh nhân không làm được thì sợ là liệt cơ hoành đúng không? Đấy là những cái cơ hô hấp là ảnh hưởng đến là gì ạ, bệnh nhân suy hô hấp. Tiếp theo chúng ta có đánh giá các cơ quan khác. Thì bệnh nhân suy hô hấp thì chúng ta phải đánh giá thận làm gì, à có liên quan anh chị ạ. Bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có nước tiểu không, bao nhiêu ml một giờ đấy. Nếu mà bệnh nhân gì ạ, vô niệu đấy, vô niệu mà chúng ta vẫn cho vào mà cân nặng của bệnh nhân tăng lên, dương lên, thì gì ạ, sẽ quá tải tuần hoàn, tức là gì ạ, khám thì thấy da phù phù chi đúng không, và có thể phù ở gì ạ, ở tràn dịch màng phổi, và sợ nhất là khửa dịch gây gì ạ? Gây quá tải dịch ở trong phổi sẽ gây phù ở cấp huyệt động, đặc biệt là những bệnh nhân gì ạ, không tiểu được mà hoặc là không đáp ứng với lượng tiểu, như vậy thì chúng ta phải gì, phải chạy thận cho bệnh nhân, và thứ hai nữa là chúng ta phải hạn chế dịch vào cho bệnh nhân. Thì thận chúng ta cũng phải đánh giá. Tiếp theo là tiêu hóa phải đánh giá không ạ? Có những cái bệnh nhân có đau bụng không, và bụng trướng lên thì gây gì ạ? Gây cơ hoành, nó giảm cái biên độ co kéo cơ hoành của bệnh nhân trước.
Rồi là gì nữa ạ? Bệnh nhân đặt xong dạ dày không? Đặt xong dạ dày nó kích thích hầu họng bệnh nhân cũng dễ nôn gây sặc. Rồi là bệnh nhân ăn có tiêu không? À, bệnh nhân ăn không tiêu là có nôn, rồi là bụng thì trướng và chúng ta hút dịch dạ dày thì có dịch tồn dư. Và những cái bệnh nhân này thì rất dễ gây gì ạ? Gây tràn ngược vào dạ dày, gây nôn rồi tràn ngược cái dịch vào phổi, gây viêm phổi. Thì đấy là chúng ta cũng phải nhận định hết các cơ quan trong cơ thể để chúng ta phát hiện những cái dấu hiệu bệnh lý bất thường. Và chúng ta tốt hơn chúng ta có thể thậm chí bệnh nhân không ăn được thì có hạ đường huyết, có thể gây hôn mê và nặng bệnh nhân có thể tử vong. Thì đấy là chúng ta phải lưu ý mọi nhận định bệnh nhân như vậy. Và khi nhận định như vậy thì chúng ta để phát hiện những cái biểu hiện lâm sàng nguy hiểm. Biểu hiện lâm sàng nguy hiểm tức là cảnh báo chúng ta nếu chúng ta không phát hiện mà không xử trí kịp thời bệnh nhân có thể tử vong. Như tôi nói với anh chị là ở trên bệnh nhân suy hấp thì có rất nhiều cái biểu hiện lâm sàng nguy hiểm. Như tôi nói với các anh chị lúc trước, ví dụ đơn giản thôi là bệnh nhân gì ạ? Tiêm thuốc cản quang thì bệnh nhân lại xuất hiện phản vệ, đúng không ạ? Ở phòng chụp và chúng ta không phát hiện được bệnh nhân co thắt thành quả và bệnh nhân có thể ngừng tim hoặc tụt huyết áp. Thì lúc ấy là chúng ta phải xử trí ngay chứ không thì bệnh nhân gì ạ? Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chứ lúc ấy chúng ta không phải chẩn đoán điều dưỡng này là lập kế hoạch này chậm quá. Mà lúc ấy là chúng ta cũng không cần phải phối hợp với bác sĩ nữa, mà anh chị điều dưỡng chúng ta có quyền xử trí ngay là phản vệ, là ngừng tiếp xúc với dị nguyên và cho adrenaline luôn, và sau đó mới gọi người gì ạ, hỗ trợ. Đấy. Cũng như vậy, dị vật đừng thở là các anh chị làm việc nó hem đích luôn, không thể chờ đợi được nữa là anh chị điều dưỡng làm luôn. Rồi là người không thế là các anh chị ép tim luôn. Đấy, thì dấu hiệu đấy là dấu hiệu nguy hiểm và chúng ta phải xử trí ngay tại chỗ, đúng không ạ? Thì là chúng ta điều dưỡng thì làm và có thể phối hợp với bác sĩ đấy, hoặc là không ai là chúng ta phải làm kỹ thuật viên, rồi là gì ạ, những cái kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, rồi là nữ hộ sinh, rồi là gì ạ, là chúng ta phải làm ngay tại chỗ, đúng không? Thì cái dấu hiệu lâm sàng nguy hiểm thì có nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói ở đây có hai cái điểm là gì ạ, sợ nhất là bệnh nhân không mệt cơ hấp quá, không thở được nữa, suy hấp mệt quá không thở được nữa, tức là chuẩn bị ngừng thở đến nơi rồi, tức là bệnh nhân có triệu chứng gì ạ, vã mồ hôi, rồi là cánh mũi phập phồng, rồi là mạch thì nhanh co kéo cơ liên sườn, và đặc biệt là gì ạ, di động bụng ngược chiều đấy, và bệnh nhân có tím tái thì chúng ta phải làm ngay lập tức là gì ạ, tăng cung cấp oxy cho bệnh nhân, hành động ngay đấy, chúng ta hành động ngay là điều dưỡng hành động ngay là đảm bảo thở oxy và đảm bảo truyền dịch nâng huyết áp, đúng không? Rồi là theo ý lệnh giãn phế quản, thuốc giãn phế quản cho bệnh nhân nếu mà bệnh nhân có co thắt ở cơ phế quản, rồi là gì ạ, giảm nhu cầu oxy của bệnh nhân là bệnh nhân nghỉ ngơi, đúng không? Rồi đặt tư thế bệnh nhân là tăng thông khí và chuẩn bị sẵn sàng đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là mệt cơ hô hấp. Thứ hai là biểu hiện lâm sàng rất nguy hiểm mà chúng ta phải làm ngay. Đấy là gì ạ? Oxy nó tụt quá rồi, thiếu cung cấp oxy lên não, bệnh nhân hôn mê. Hoặc là bệnh nhân tăng CO2 quá rồi, bệnh nhân có biểu hiện gì ạ? Lơ mơ, ngủ gà, hoặc là hôn mê, hoặc là toan hô hấp. Thì chúng ta phải xử trí ngay là hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân ngay, bóp bóng và chuẩn bị bộ đặt nội khí quản. Thì đấy là chúng ta phải hành động ngay lập tức, chứ chúng ta không phải chờ chẩn đoán điều dưỡng rồi lập kế hoạch chăm sóc, không, chậm quá, đúng không? Cho nên là chúng ta phải hết sức nhanh chóng và gì ạ, cái thái độ tốt, rồi là kỹ thuật phải là gì ạ, cái kỹ năng lâm sàng tốt để chúng ta xử lý ngay. Đấy. Thì đấy là chúng ta phải xử trí trước những nguy cơ có thể giải quyết được ngay, không để bệnh nhân ảnh hưởng tính mạng. Và sau đó thì thường chúng ta sẽ làm theo cái thông thường là chúng ta có chẩn đoán điều dưỡng. Thì chẩn đoán điều dưỡng và chúng ta lập kế hoạch chăm sóc. Đấy, và chúng ta chăm sóc nổi chúng ta tính cái outcome hoặc cái đầu ra của cái công việc chúng ta làm là cái gì. Thì chẩn đoán điều dưỡng ở đây chúng ta có 4 cái chẩn đoán. Chẩn đoán thứ nhất là suy hô hấp do giảm thông khí, hoặc là mệt cơ, hoặc là có thắt phế quản, hoặc là viêm phổi, hoặc là ức chế thần kinh. Đấy thì là gây suy hô hấp. Cái chẩn đoán điều dưỡng của chúng ta thứ hai là gì ạ? Nguy cơ tắc nghẽn đường thở do không ho được, hoặc là bệnh nhân gì ạ, mệt cơ, hoặc là có ống nội khí quản cho nên rất là khó ho khan. Cái chẩn đoán điều dưỡng của thứ ba của chúng ta là nguy cơ nhiễm trùng, tức là bản thân do bệnh đang có nhiễm trùng rồi, hoặc là bệnh lý nền của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân tiểu đường thì tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoặc là gì ạ, bệnh nhân bị ung thư mà phải dùng thuốc ức chế miễn dịch giảm được cầu thì là cái nguy cơ nhiễm trùng nó tăng lên. Rồi cái gì nữa ạ? Là nguy cơ nhiễm trùng do các cái phương pháp điều trị của chúng ta như là đặt ống nội khí quản thở máy, gây viêm phổi liên quan thở máy. Đấy, thì đấy là nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến những bệnh và cái ống nội khí quản. Và cái thứ tư là chúng ta phải chăm sóc bệnh nhân để tránh những cái lo lắng của bệnh nhân liên quan đến bệnh nhân
đặt nội khí quản không nói được, hoặc là bệnh nhân lo sợ bệnh nặng, nguy cơ tử vong đấy, hoặc là mất kiểm soát. Thì đấy là bốn cái chẩn đoán điều dưỡng mà chúng ta phải chẩn đoán được để chúng ta đi điều trị, đúng không? Thì để chúng ta lập kế hoạch chăm sóc và điều trị, thì chẩn đoán thứ nhất là suy hô hấp do các bệnh cảnh như tôi vừa trình bày. Thì cái mục tiêu chăm sóc của chúng ta là bệnh nhân đỡ suy hô hấp, đúng không? Thì tức là gì? Bệnh nhân giảm cơ hô hấp, tức là bệnh nhân đỡ gì ạ? Đỡ ra mồ hôi, rồi là nói câu dài, rồi là gì ạ? Không có kéo cơ hô hấp nữa, đúng không ạ? Rồi bệnh nhân hết tím tái, đúng không ạ? SQI tăng, nhịp thở nó trở về bình thường là 12 đến 16 lần một phút, và khí máu thì chúng ta làm tốt được thì PO2 phải trong giới hạn bình thường. Đấy, thì mục tiêu để điều trị suy hô hấp. Thì để điều trị suy hô hấp như tôi nói trình bày với anh chị là chúng ta phải đánh giá suy hô hấp hàng ngày, mỗi 1 đến 2 giờ một lần. Đấy. Ví dụ như đánh giá xem là bệnh nhân thở thế nào, âm sắc thở như nào, ví dụ như là thở có tiếng rít thanh quản hoặc là khò khè, có biểu hiện gì là tắc đờm, đúng không? Rồi là gì hoặc là gì giảm với nang phổi để nghe có đều hay không. Đấy, không đều một bên thì có thể gì có thể là gây gì xẹp phổi hoặc là tràn tĩnh mạc phổi, đúng không? Đấy, và chúng ta phải phát hiện các dấu hiệu suy hô hấp để xem nếu mà bệnh nhân đang điều trị suy hô hấp mà xuất hiện dấu hiệu nặng của suy hô hấp thì chứng tỏ tiến triển nó nặng, nếu không đáp ứng với điều trị thì chúng ta phải báo với bác sĩ để chúng ta thay đổi cái biện pháp điều trị của chúng ta. Đấy. Rồi đánh giá dấu hiệu ý thức, vì khi mà bệnh nhân có biểu hiện ý thức lờ mờ là phản ánh cái tình trạng thiếu oxy. Đấy. Thì phải theo dõi như vậy các dấu hiệu suy hô hấp đấy, và để mà điều trị cải thiện cái hô hấp thì chúng ta phải cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân ở tư thế đầu cao 45 độ hoặc tư thế mà người bệnh thoải mái nhất. Vì sao như vậy? Khi mà cho bệnh nhân nằm đầu cao 45 độ thì chúng ta thấy là gì ạ? Là bệnh nhân sẽ cái hô hấp, cái phổi của bệnh nhân được giải phóng theo chiều gì ạ? Chiều trước sau, đúng không? Và trên dưới cơ bản nó hạ thấp xuống thì bệnh nhân sẽ dễ thở hơn và hít thở sẽ sâu hơn, đúng không? Và khi bệnh nhân nằm đầu cao mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân ăn thì đã đỡ nguy cơ sặc hơn, đúng không? Rồi là nếu bệnh nhân có tổn thương phổi thì chúng ta sẽ đặt bệnh nhân ở tư thế dễ trao đổi khí nhất. Để làm gì? Để tăng cái tưới máu đến vùng phổi có chức năng tốt, thúc đẩy trao đổi khí. Từ ví dụ bệnh nhân lúc nãy như thế, anh chị thấy là bệnh nhân mà bị viêm phổi, tổn thương viêm phổi giữa ARDS thì chúng ta thấy là tổn thương đông đặc ở vùng lưng, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm sấp. Đấy, nằm sấp thì thế nào ạ? Cái khí nó sẽ vào cái vùng lưng nhiều hơn thì nó giúp trao đổi khí tốt hơn, đúng không? Cái thứ hai nữa, ví dụ như là bệnh nhân gì ạ? Bệnh nhân xe phổi một bên, bên trái chẳng hạn, thì chúng ta cho nằm nghiêng bên phải để làm sao ạ? Cái lồng ngực bên trái nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cao hơn, và nguyên tắc khí nó sẽ vào vùng gì? Cao hơn, đúng không? Rồi nếu mà tốt nữa thì chúng ta cho bệnh nhân nằm dẫn lưu tư thế, như cái hình ảnh như tôi nói với anh chị thấy tình hình tổn thương phổi đẹp, để duy trì được những cái mà tưới máu và thông khí cho phổi tốt để đảm bảo oxy cho bệnh nhân. Thì đấy là những cái hình ảnh mà chúng ta phải dẫn lưu tư thế cho bệnh nhân. Đây, ví dụ như bệnh nhân này, bệnh nhân đã bị viêm phổi, do xe phổi, để x quang phổi bình thường. Nhưng mà sau đó chúng ta chăm sóc không tốt, thúc đẩy không tốt, rồi là gì ạ? Chăm sóc bổ sung không tốt, đấy, không đảm bảo đủ được tưới máu, đủ đảm bảo được biên độ làm ẩm, thì bệnh nhân xuất hiện xe phổi. Đấy. Tiếp theo. Có biểu hiện xẹp phổi thì chúng ta thấy là gì ạ? Bệnh nhân có suy hô hấp tăng lên, mà chúng ta thấy lồng ngực một bên sẽ xẹp hơn, bên xẹp ấy. Bên xẹp phổi thì lồng ngực khoang lên sườn nó hẹp hơn, và chúng ta nhìn một phim phổi như thế này, nó xẹp như thế này. Thì chúng ta phải gì ạ? Tăng cường bổ dung, chúng ta phải tăng cường dẫn lưu tư thế cho bệnh nhân, tăng cường gì ạ? Bổ dung, để ví dụ như cho bệnh nhân nằm tư thế nghiêng sang bên phải. Đấy. Thì chúng ta bổ dung tốt, hút đờm rãi tốt, và thậm chí tốt nữa là chúng ta phục hồi chức năng hô hấp. Đấy. Làm những cái động tác ép ngực để tống đờm ra, và nếu làm không tốt, làm được mà không cải thiện nữa thì chúng ta phải nội soi phế quản để chúng ta thấy là gì ạ? Để cho cái phổi nó nở ra, chúng ta thấy hình ảnh phim nó cải thiện, nó lại sáng, phổi nó sáng đều hai bên. Thì đấy là chúng ta phải dẫn lưu cái tư thế thế nào để cho đảm bảo là tùy vào cái bệnh cảnh để làm sao ạ? Cung cấp khí đến cái vùng phổi nó để trao được khí cho bệnh nhân. Như tôi nói với anh chị là thông khí nằm sấp ở bệnh nhân ARDS, hoặc là gì ạ? Xẹp phổi một bên thì lại nằm sang bên gì ạ? Và nghiêng sang bên đối diện để tăng thông khí vào cái vùng phổi bị xẹp. Tiếp theo là chúng ta cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đấy, nghỉ ngơi để làm sao giảm cái tiêu thụ oxy. Đấy, hỗ trợ bệnh nhân để bệnh nhân nghỉ ngơi. Rồi chúng ta dùng các thuốc theo y lệnh, ví dụ như giãn phế quản. Đấy, thì chúng ta dùng khí dung cho bệnh nhân. Đấy, để làm sao giảm cái sức cản đường thở, khí vào phổi dễ hơn để cải thiện oxy cho bệnh nhân.
và đặc biệt là cung cấp oxy cho nhân theo đi lại hoặc là oxy hoặc thở máy để điều trị tình trạng thiếu oxy. Đấy, và khi mà bệnh nhân bị thở máy rồi thì chúng ta phải dùng an thần cho bệnh nhân thích hợp. An thần thích hợp để làm sao? Chúng ta cứ hình dung là bệnh nhân thở máy đặt ống nội khí quản và cái máy nó hỗ trợ giúp bệnh nhân, cho nên bệnh nhân sẽ rất là khó chịu, cái ống nội khí quản kích thích vào hồng hoặc của bệnh nhân làm bệnh nhân kích thích khó chịu, máy đẩy vào thì bệnh nhân thở ra, máy đẩy vào thì bệnh nhân thở ra, tức là bệnh nhân và máy thở không đồng thì. Như vậy thì là gì ạ? Làm giảm cái quá trình trao đổi khí. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Lại là tăng cái công hô hấp lên, đấy là tăng cái nhu cầu oxy lên. Đấy. Thì đấy là nếu mà an thần không đúng. Còn nếu mà an thần chúng ta để sâu quá, aerosol quá thì là gì ạ? Bệnh nhân sẽ không có khả năng ho khạc, vì bệnh nhân gì ạ? Bệnh nhân không tỉnh táo thì ho khạc kém. Cái thứ hai nữa là an thần và giãn cơ sâu quá thì bệnh nhân không có khả năng ho khạc, nó giảm hơn. Chính vì vậy cho nên là gì ạ? Kéo dài thời gian thở máy và tăng những biến chứng nhiễm khuẩn. Đấy. Thì chúng ta phải cho an thần đúng và có những cái bảng điểm giám sát. Tiếp theo là cái chẩn đoán thứ hai là nguy cơ tắc nghẽn đường thở do không ho được. Do bệnh nhân hoặc là do bệnh nhân mệt cơ, hoặc là bệnh nhân trung tâm hô hấp không điều khiển được, hôn mê sâu quá, hoặc là bệnh nhân có ống nội khí quản. Thì mục tiêu của chúng ta là gì? Làm cho đường thở nó thông thoáng và nghe phổi chúng ta thấy là rì rào mới đang rõ để ngoài bên, không có tiếng lọc sọc của cái da ứ động. Đấy. Thì cái mục tiêu của chúng ta là như vậy. Thì để đạt mục tiêu này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ phải can thiệp và chúng ta phải để nghe phổi của bệnh nhân để phát hiện những cái tiếng diện bất thường, ví dụ như mình đặt nghe lên ở vùng cổ của bệnh nhân hoặc là nghe cái tiếng thở của bệnh nhân, tiếng lọc sọc, đúng không? Thì chứng tỏ à như thế là có đờm rồi đấy, đúng không? À, thì chúng ta phải chăm sóc cho bệnh nhân. Thì để chăm sóc tốt thì chúng ta phải thay đổi tư thế bệnh nhân mỗi 2 giờ để làm sao dẫn lưu tư thế, dẫn lưu tư thế thải tiết đờm ra, tăng tiết đờm và gì ạ? Tăng trao đổi khí. Rồi thứ hai là chúng ta giúp cho những người bệnh ho và thở sâu hơn. Thì đặc biệt ở khoa chúng tôi có mời phục hồi trung tâm hồi chức năng để hướng dẫn cái động tác ép ngực cho bệnh nhân, đấy, để bệnh nhân ho được tống đờm ra. Và các anh chị, một số các anh chị làm rất tốt, các anh chị điều dưỡng làm rất tốt là có anh nam thanh niên vừa có sức khỏe và các anh chị làm cái động tác giúp hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Thì tức là gì ạ? Làm tăng thông khí của bệnh nhân, cải thiện trao đổi khí rất là tốt và gì ạ? Tống được đờm ra ngoài, đấy, làm cho cái đường thở nó sạch và đỡ viêm hơn. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta phải hút đờm vào họng cho bệnh nhân khi có chỉ định. Thì chúng ta thấy là nghe thấy phổi đánh giá bệnh nhân thấy có sữa, có lọc sọc đờm, có áp lực đường thở tăng thì chúng ta phải hút đờm cho bệnh nhân. Và chúng ta chỉ hút khi có chỉ định thôi anh chị ạ. Còn nếu như mà chúng ta hút liên tục thì cái động tác của chúng ta đưa vào làm sẽ làm nhanh độ dễ tổn thương cái khí quản của bệnh nhân. Và một đặc điểm nữa là để tránh tắc đờm thì chúng ta phải làm ẩm cái khí thở vào bệnh nhân. Nếu bệnh nhân thở oxy và máy thở thì chúng ta phải có bật bình làm ẩm. Phòng khô đờm sẽ dễ gì ạ? Dễ diễn tắc đờm. Đấy, và hàng ngày chúng ta phải đánh giá cái số lượng màu sắc đờm. Thì ví dụ như là đờm chúng ta thấy là hút nội khí quản thấy là thông thoáng này, còn nếu mà hút nội khí quản thấy tăng tiết đờm này và số lượng màu vàng tăng lên thì chứng tỏ biểu hiện nhiễm khuẩn. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta thì đưa ống nội khí quản, đưa cái ống hút đờm vào khó rồi nguy cơ là gì ạ? Là đờm nó khô thì sự như vậy là bệnh nhân là thiếu bệnh nước làm ẩm đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta cung cấp cho bệnh nhân, cho bệnh nhân uống không đủ sẽ làm gì ạ? Mất nước và dễ khô đờm. Đấy thì chúng ta phải chăm sóc như vậy. Tiếp theo là cái chẩn đoán của chúng ta là nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến cái diễn biến bệnh của bệnh nhân đang có, ví dụ như viêm phổi chẳng hạn, hoặc là bệnh lý nền như tôi nói với các anh chị đấy, ví dụ giảm bạch cầu này, hoặc là bệnh lý suy giảm miễn dịch này, đấy, rồi là gì ạ? Liên quan đến ống thở, viêm phổi liên quan thở máy, ngược lại mà. Thì mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Chăm sóc để bệnh nhân không có biểu hiện nhiễm trùng hoặc là biểu hiện nhiễm trùng đỡ đi. Thế thì biểu hiện nhiễm trùng là gì? Thì bệnh nhân phải nhiệt độ phải bình thường, đúng không? Rồi là bạch cầu máu bình thường, bệnh nhân không có suy hô hấp tăng lên và X quang phổi thấy là gì? Phổi sáng không có tổn thương và cấy đờm qua nội khí quản thì nó không có vi khuẩn. Thì mục tiêu của chúng ta là chăm sóc như vậy. Thì để đạt được mục tiêu này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chứ phải can thiệp là chúng ta phải theo dõi nhiệt độ mỗi 3 giờ và nếu mà bệnh nhân sốt cao hơn thì chúng ta có thể tăng cái thời gian theo dõi lên. Vì chúng ta biết là sốt là cái dấu hiệu của nhiễm khuẩn đấy, khi bệnh nhân tăng lên là cái dấu hiệu đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta đánh giá cái tính chất đờm về số lượng màu sắc đấy, ví dụ đờm từ trắng trong mà chuyển sang vàng đực đấy, như vậy là có cái biểu hiện nhiễm khuẩn rồi. Rồi chúng ta phải thực hiện các biện pháp để chăm sóc bệnh nhân.
Thì đây tôi nhấn mạnh hai cái biện pháp là gì? Là chúng ta phải nâng đầu giường lên 30 độ đấy, để tránh nguy cơ sặc và viêm phổi hoa thở máy. Cái thứ hai là các việc của chúng ta, các anh chị điều dưỡng chúng ta phải làm vô cùng vất vả, đó là gì? Chăm sóc răng miệng. Và chúng ta phải đánh răng bằng bàn chải cho bệnh nhân mỗi 12 giờ. Cái mục đích của chúng ta là gì? Làm giảm sự phát triển của vi khuẩn đấy, và làm giảm cái sự cư trú của vi khuẩn ở hầu họng. Thì chúng ta biết là tí nữa chúng ta sẽ biết được cái cơ chế là nếu bệnh nhân ở hầu họng, bệnh nhân có nhiều dịch, có vi khuẩn thì sẽ chảy phổi, gây viêm phổi, đúng không? Cho nên chúng ta chăm sóc cũng phải hết sức là cẩn thận, đặc biệt bệnh nhân có nội khí quản là vô cùng khó khăn, đúng không? Và nếu bệnh nhân thở máy thì chúng ta phải tuân thủ cái gói dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy 10 biện pháp thì để làm giảm tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy. Và tiếp theo là gì ạ? Chúng ta phải gì ạ? Theo dõi cái công thức máu, thấy bạch cầu tăng lên là biểu hiện của nhiễm khuẩn rồi, rồi cấy đờm sẽ mọc vi khuẩn không? Mọc vi khuẩn các anh chị có thể xem được là cái vi khuẩn đấy là vi khuẩn gì, thì tình hình kháng kháng sinh làm sao đấy, để xem chúng ta dùng kháng sinh phải có dùng không và dùng kháng sinh đã phù hợp chưa đấy. Thì đấy là công việc của chúng ta. Đây chỉ chúng tôi có thể mô tả những cái hình ảnh của cái cơ chế bệnh sinh của viêm phổi liên quan thở máy. Tức là viêm phổi nó xuất hiện sau khi chúng ta đặt nội khí quản 48 giờ đấy, thì gọi là viêm phổi liên quan thở máy. Thì nguyên nhân của nó là gì? Là chúng ta thấy cái mô hình đấy, thấy cái hình ảnh dưới góc bên phải là hình ảnh người bệnh, đúng không? Được đặt ống nội khí quản, và ống nội khí quản này chúng ta thấy có hai cái dây màu xanh là cái dây để bơm cướp lên, cái cướp là cái hình ảnh cướp, anh chị nhìn thấy chưa? Và rất tiếc là cái con chuột này nó không làm được, cho nên chúng ta nhìn thấy cướp hình của lê ở giữa nội khí quản của bệnh nhân, đúng không? Và cái dây màu vàng là cái hút dịch ở cái hầu họng của bệnh nhân đấy. Thì nguyên nhân gây viêm phổi liên quan thở máy là gì? Là hít phải những cái dịch tiết ở hầu họng và dạ dày, hoặc là dịch ở xung quanh khí quản, đấy, xung quanh ống nội khí quản đi vào đường hô hấp dưới gây viêm phổi liên quan thở máy. Như vậy thì nguyên nhân là có hai nguyên nhân là nội sinh và ngoại sinh, và vai trò của điều dưỡng chúng ta là vô cùng quan trọng đấy, và bác sĩ là vô cùng quan trọng. Được nguyên nhân ngoại sinh là gì? Là cái ống nội khí quản phải dùng mới này, cái dây máy thở phải dùng mới này, rồi cái máy thở phải xa khử khuẩn trước khi dùng này, rồi quá trình chúng ta các quy trình kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân thở máy là phải đảm bảo vô khuẩn. Ví dụ hút nội đờm qua nội khí quản là phải đảm bảo quy trình vô khuẩn, chứ mà cái quy trình của chúng ta xong không mới, xong dùng lại, hoặc là quy trình chúng ta không đảm bảo thì chúng ta sẽ đưa vi khuẩn vào trong ống nội khí quản, nó hình thành cái màng sinh học ở ống nội khí quản và bệnh nhân hít vào gây viêm phổi. Nguyên nhân thứ hai là nội sinh, tức là dịch ở hầu họng và dạ dày gây viêm phổi. Chúng ta chăm sóc cái miệng họng của bệnh nhân không đúng đấy, không làm sạch vi khuẩn, hoặc quá trình chăm sóc chúng ta không đảm bảo, chúng ta lại bơm thêm nước, nó sẽ chảy vào phổi gây viêm phổi đấy. Rồi là khi bệnh nhân cho ăn mà bệnh nhân có sông dạ dày mà chúng ta không theo dõi bệnh nhân, cái dịch tồn dư dạ dày là gây gì ạ? Bệnh nhân có dịch tồn dư dạ dày tràn ngược vào phổi gây viêm phổi. Thậm chí có bệnh nhân cắt 4/5 dạ dày rồi mà chế độ ăn vẫn cho 300ml cho vào gì ạ? Bơm thẳng một lần. Thì tôi xin nói với anh chị, đương nhiên là gì ạ? Cái dung tích dạ dày nó bị hẹp, mà cái khối lượng chúng ta cái lượng chúng ta bơm vào nhiều như thế, bơm cùng một lúc thì nó sẽ gây gì? Tràn ngược. Nó sẽ gây thì gây loét hầu họng, loét thực quản, rồi gì ạ? Gây viêm phổi, biến chứng viêm phổi liên quan thở máy. Cho nên là chăm sóc, công việc chăm sóc của anh chị điều dưỡng và mà bệnh nhân có thở máy thì vô cùng nặng nề các anh chị ạ. Đấy. Và chúng ta phải làm nhiều việc cùng một lúc đấy, chứ không thì dễ gì ạ? Sẽ gây viêm phổi, dễ gây biến chứng đấy. Và chúng ta thấy là phải có dụng cụ tốt, là dây máy thở dùng một lần, rồi là gì ạ? Ống nội khí quản phải có cái hệ thống hút trên khớp tốt. Chúng ta nhìn thấy cái màn hình bên góc bên trái màn hình ấy, cái ống nội khí quản có hai loại khác nhau, và người ta làm thí nghiệm là cho ống nội khí quản ấy vào một cái gì ạ? Cái ống bằng thủy tinh, và người ta bơm cướp căng lên đấy, bơm cướp căng lên và gì ạ? Người ta cho cái gì chất chỉ thị màu vào đấy, mà nếu mà cái ống nội khí quản nào mà có cái chất chỉ thị màu nó không chảy xuống dưới hoặc là chảy chậm thì là nó sẽ có hiệu quả. Còn cái ống bên đấy là bên góc bên trái, đúng không ạ? Còn ống bên phải chúng ta thấy là cái chất chỉ thị màu nó xuống lan xuống dưới thì sẽ gây viêm phổi. Thì tức là chúng ta phải sử dụng những cái ống nội khí quản có cớp tốt và gì ạ? Chúng ta bơm cớp phải đủ đấy, bơm cớp nếu mà xẹt thì sẽ chảy dịch xuống phổi gây viêm phổi. Hoặc là ống nội khí quản chúng ta có cái hút trên cớp ngắt quãng thì cũng gây gì? Giảm cái dịch tiết ở hầu họng, gây đỡ viêm phổi liên quan thở máy.
thì đấy là chúng ta phải thực hiện cái cơ chế bệnh sinh. Thì biết cơ chế bệnh sinh thì ở khoa hồi sức tích cực có cái gói dự phòng viêm phổi liên quan thở máy có 10 bước. Là thứ nhất là rửa tay, thứ hai là nâng đầu cao bệnh nhân 30-45 độ, rồi giữ khoang miệng sạch đúng không, tránh ngăn thần sâu, rồi là quản lý dây máy thở để cái nước của dây máy thở không chảy ngược vào phổi gây viêm phổi, rồi bơm cấp thế nào để cho gì ạ, cái cấp nó phù hợp, nó cũng chảy dịch xuống phế quản phổi của bệnh nhân, rồi là gì ạ, cấp mà căng quá thì nó lại gây tổn thương của thiếu máu, gây tổn thương phế quản, cũng gây loét, gây suy hấp. Và chúng ta biết là thở máy hàng ngày, thở máy chỉ có thở máy đạt độ hiệu quả thì mới gây viêm phổi liên quan thở máy. Cho nên để mà phòng tốt nhất là chúng ta điều trị bệnh nguyên và chúng ta gì ạ, phải đánh giá hàng ngày để cai thở máy, đúng không? Cai thở máy cho bệnh nhân thì rút ống sớm thì sẽ không có cái biến chứng như vậy, và chúng ta cho rời giường sớm rồi để bệnh nhân phục hồi chức năng hô hấp tốt, rồi dự phòng loét dạ dày, rồi dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, thì phải 10 cái biện pháp này làm đồng bộ để giảm cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy, thì chúng ta có thể để chăm sóc bệnh nhân. Đây chúng ta thấy cái hình ảnh của bệnh nhân đang nằm ở khoa chúng tôi đây ạ. Anh này mới rất trẻ, có 53 tuổi thôi mà bị Guillain-Barré mà không đáp ứng với cái biện pháp thay tương, và anh vẫn liệt gần 2 tháng điều trị rồi. Đây anh phải mở cái quản như là em ơi, đấy mở cái quản và thở máy, bởi vì liệt cơ hô hấp không thở được đấy. Thì nếu mà hỗ trợ hô hấp giảm cái chế độ thở thì cái đảm bảo thể tích lưu thông của anh thấp lắm, 200 ml thôi một lần hít chân không đủ đấy. Cho nên là chăm sóc anh em phải nằm đầu cao này, ngồi dậy hẳn này đúng không, cây lưng này, rồi là cây chân của bệnh nhân này, rồi chúng ta chăm sóc với dây máy thở. Chúng ta thấy là dây máy thở phải để sao là cái cốc ngưng nó phải thấp nhất đấy, để cho cái nước ở trong dây máy thở không vào phổi gây viêm phổi, và người ta chỉ thay dây máy thở khi mà nhiễm bẩn thôi, cho nên là không thay thường xuyên, thì cái động tác mở cái đường thở ra nó là dễ nhiễm khuẩn. Và cái thứ hai nữa là gì ạ, cái thay máy dây máy thở thường xuyên không có hiệu quả để giảm viêm phổi liên quan thở máy. Và chưa kể là trong đại dịch SARS này mà chúng ta cứ mở ra mở vào là dễ gì ạ, dễ gây lan tỏa cái virus ra môi trường đấy, thì cái biện pháp chăm sóc bệnh nhân thở máy nó là như vậy, là rất là đồng bộ. Cái biện pháp chăm sóc răng miệng ở đây như tôi nói với anh chị, cái chăm sóc răng miệng để làm sao hạn chế cái sự phát triển của vi khuẩn ở trong miệng đấy, thì chúng ta chăm sóc này thì trước khi chăm sóc thì chúng ta phải đo áp lực khớp để bệnh nhân không xẹp quá thì sẽ gây những cái dịch tiết nó chảy vào phổi. Và cái thứ hai thì chúng ta phải vệ sinh răng miệng bên ngoài để tránh lan truyền của vi khuẩn vào trong khoang miệng. Và đặc biệt một điểm nữa là chúng ta phải sử dụng cái dụng cụ và cái thuốc đánh răng nó phải đặc biệt hơn chút. Chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh là chúng ta dùng cái miếng mút bọt biển đấy ạ để chăm sóc. Và đầu tiên là chúng ta sẽ phải lấy dùng cái miếng bọt biển này, chúng ta lấy hết cái mảng bám răng à, sau đó thì chúng ta mới đánh răng bằng chloroxidine. Thì tuyệt đối những cái bệnh nhân có ống nội khí quản thì chúng ta không bơm nước vào làm sạch khoang miệng, vì khi bơm nước như vậy thì chúng ta có hình dung là bơm nước vào khoang miệng của bệnh nhân, thì một là chúng ta xịt nước vào đấy thì cái mảng bám răng nó vỡ ra, và cái mảng bám răng này nó có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ chảy phổi gây viêm phổi. Và cái thứ hai là nguyên tắc nếu chúng ta bơm nước vào, kể cả chúng ta bơm cướp rất căng mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cái dây hút để chúng ta hút dịch ấy, thì khi chúng ta bơm vào thì cũng không kịp hút, vì nguyên tắc là nước chảy chỗ trụ anh chị ạ. Và chúng tôi bơm nước, mặc dù bơm nước căng, bơm cướp rất căng và bơm nước vào thì bệnh nhân vẫn có phản xạ ho. Như vậy tức là cái gì, vẫn có một cái lượng dịch chảy vào phổi. Cho nên khuyến cáo của CDC là gì ạ? Chăm sóc răng miệng ở bệnh nhân đặt nội khí quản là không được bơm nước vào. Chỉ bơm nước khi bệnh nhân tỉnh táo, phối hợp tốt và bệnh nhân có thể sẽ nhục với nước để ra được thôi. Thì nếu mà động tác chăm sóc của chúng ta không đúng thì vô hình chung chúng ta lại làm gì ạ? Làm nguy cơ, tăng cái nguy cơ viêm phổi. Đấy, thì đấy là một số lưu ý. Đây, và phải thành lập cái gói để có bác sĩ, có điều dưỡng, có kỹ thuật viên tuân thủ cái gói dự phòng này để làm sao đào tạo cho anh em, để anh em biết cái gói dự phòng này, cách thực hiện các quy trình như nào này, và giám sát xem có tuân thủ không. Và tốt nữa là gì ạ? Phải xem cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy nó có tăng hay giảm theo từng tháng. Nếu mà giảm thì tốt quá, còn nếu mà tăng thì chúng ta xem đến không nào chúng ta làm không tốt để chúng ta điều chỉnh. Thì đấy là những cái mà cái gói để dự phòng viêm phổi liên quan thở máy. Chẩn đoán thứ tư của điều dưỡng của chúng ta là gì? Là lo lắng liên quan đến bệnh nhân không nói được, rồi là lo sợ bệnh nặng, rồi lo sợ có nguy cơ tử vong, và thậm chí là khi mà thở máy rồi suy hấp thì bệnh nhân không kiểm soát được mình đấy.
Và ở nước chúng ta còn lo nữa là gì? Bảo hiểm không có bảo hiểm, lại tiền đâu để điều trị, rồi là nhà neo người lại không có ai chăm. Đấy. Thì lo lắng rất là nhiều như vậy. Thì cho nên là chúng ta phải để ý đến cái lo lắng của bệnh nhân. Và mục tiêu của chúng ta chăm sóc là bệnh nhân giảm hết lo lắng, tức là bệnh nhân có dấu hiệu sống ổn định, cái nét mặt người bệnh phải thư giãn tốt, thư thái tốt và cử động tốt, cho bệnh nhân ngủ ngon giấc và bệnh nhân giao tiếp với bác sĩ để tốt. Tại sao như vậy? Vì nếu mà chúng ta làm tốt cái khâu này thì bệnh nhân sẽ tin tưởng vào bác sĩ, sẽ quyết tâm điều trị, và khi chúng ta điều trị cho cái người nào có quyết tâm ấy, thì cái cải thiện bệnh sẽ tốt hơn nhiều. Thì mục tiêu của chúng ta là như vậy, thì chúng ta phải tiến hành là gì? Đầu tiên là chúng ta phải phát hiện, theo dõi để phát hiện ra dấu hiệu lo âu. Ví dụ như khi mà bệnh nhân lo lắng quá thì mạch nhanh, rồi huyết áp tăng, rồi nhịp thở tăng này, rồi có những cái hành vi nó không phù hợp. Đấy. Vì thế nào? Vì lo lắng nó là cái phản ứng riêng biệt của từng cá thể để đáp ứng với cái tình huống bệnh tật. Có người thì bình tĩnh, có người thì lại mất bình tĩnh để lo lắng nó tăng hơn. Đấy. Cho nên chúng ta phải phát hiện, theo dõi và phát hiện. Thế để mà làm giảm cái lo lắng như thế này, nếu có thì chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt bằng cách chúng ta chăm sóc bệnh nhân nó chu đáo. Đấy. Thì khi mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân chu đáo rất là đơn giản, cho bệnh nhân ăn uống, rồi là cho bệnh nhân vệ sinh, rồi là đáp ứng nhu cầu, thậm chí là gì ạ, có cái cô Huyền My vừa rồi các anh chị thấy là trên trên khoa tổ chức sinh nhật của nhân viên tim ấy, thì cô ấy có những cái nhu cầu của cô ấy rất là đơn giản, của cô ấy nói là anh bác sĩ là mang cho anh cái cô ấy kính vào, vì hôm trước cô nặng thì không đeo kính mà. Thế mình mới hỏi ngạc nhiên, cơ bác sĩ hỏi em đeo kính làm gì, em có cần đọc đâu mà em đeo kính mà không, em muốn là đeo kính để trông em nó xinh hơn. Đấy, các chị hiểu không? Tức là cái nhu cầu của người ta đấy rất là đơn giản, bình thường mình cứ nghĩ bình thường thôi, nhưng mà nếu mà làm cung cấp tốt cho bệnh nhân, đáp ứng cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ rất là vui vẻ và chúng ta điều trị nó sẽ tốt hơn nhiều, đúng không ạ? Rồi là khi mà chăm sóc cho bệnh nhân thì liên tục phải chúng ta phải luôn luôn giới thiệu mình là ai, rồi bạn là những cái cô đồng nghiệp là ai, để giới thiệu với người ta để làm sao để giảm đi cái khoảng cách, giảm đi cái sự xa lạ và cái thiếu thông tin để bệnh nhân lo lắng. Và nếu mà bệnh nhân đang có một cái khoảng thì chúng ta có thể gì ạ, sử dụng cái bệnh nhân không nói được thì chúng ta phải sử dụng những cái bảng phương tiện để giúp cho bệnh nhân giao tiếp được. Ví dụ như khoa học sẽ tích cực làm rất là tốt là cái bảng ngôn ngữ bằng hình ảnh. Đấy. Thì để làm sao chúng ta phải nắm được cái nhu cầu người ta, ví dụ như người ta đói, người ta lo lắng hoặc người ta lạnh. Đấy, thì là mình đáp ứng được thì là bệnh nhân sẽ cải thiện rất là nhiều. Đấy. Rồi là nữa là chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân sử dụng những cái phương pháp giảm lo lắng, ví dụ như là hướng dẫn khi lo lắng quá thì bệnh nhân sẽ hít hít vào chậm này, thở sâu này. Rồi đấy, khi mà hít chậm thở sâu thì là gì ạ, là bệnh nhân sẽ bình tĩnh hơn, làm cho bệnh nhân đối phó với những cái nguy cơ đấy nó tốt hơn. Đấy. Và nữa là gì, nhiều bệnh nhân ở chúng tôi lo lắng lắm, người nhà vì người ta không có người nhà vào chăm sóc. Đấy, vì khoa hồi sức tích cực bây giờ là chăm sóc toàn diện rồi, cho nên là gì ạ, là chỉ vào thăm giờ nhất định thôi. Cho nên nhiều bệnh nhân lo lắng thì chúng ta có thể cho phép người nhà vào thăm, vì khi người nhà vào thì người ta sẽ tạo cái cảm giác nó thân thuộc và an toàn. Đấy. Và người nhà có khi người nhà vào thì người ta lại nói ra những cái tâm tư của người ta sâu kín hơn, thì người nhà sẽ phản ánh lại chúng ta, thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ giúp mình cho bệnh nhân tốt hơn. Đấy. Và luôn luôn thảo luận với bệnh nhân về tình trạng bệnh rồi các phương pháp điều trị. Đấy. Và chúng ta động viên bệnh nhân để bệnh nhân làm sao tin tưởng và tuyệt đối vào cái việc chăm sóc và tuân thủ điều trị, giúp cho cái quá hạn kế hoạch điều trị chúng ta sẽ tốt hơn. Đây ví dụ như là các anh chị cái bảng trợ giúp giao tiếp với người bệnh tại khoa hồi sức tích cực đấy ạ, và là các anh chị thấy các cái hình ảnh bệnh nhân nóng lại có không, nóng thì chỉ vào là bệnh nhân cần quạt thì bệnh nhân gật đầu đúng không, hoặc là đói khát đói không thì miếng bánh bệnh nhân đói đang đói thì chỉ vào đấy là đói đúng không, rồi là bệnh nhân có khó thở không đấy, rồi bệnh nhân có khát không đấy, hoặc là điểm đau thì chúng ta đánh giá thăng điểm đau của bệnh nhân, nói không nói được thì chúng ta chỉ vào bệnh nhân đau này là mấy điểm chẳng hạn, thì chúng ta nhìn quan sát nét mặt và chúng ta đánh giá bệnh nhân, thì để chúng ta tìm được những cái mà nhu cầu của bệnh nhân mà chúng ta sẽ xử lý và chúng ta cung cấp cho bệnh nhân những nhu cầu như thế, thì bệnh nhân sẽ làm giảm cái công rồi giảm lo lắng, rồi ví dụ đau thì chúng ta giảm đau cho bệnh nhân. Đấy, hoặc là lạnh quá thì chúng ta nâng nhiệt độ lên để làm sao giảm cái nhu cầu sử dụng oxy của bệnh nhân. Đấy, thì là sẽ công cuộc điều trị stroke của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Thì tiếp theo một một nữa là tôi phải trình bày với các anh chị là cái dự phòng nhiễm COVID cho nhân viên y tế. Thì
cô Thư đã à tiến sĩ Thư đã trình bày rất là rõ về các biện pháp dự phòng chuẩn như thế nào, và chúng ta phải đặc biệt là cái đeo cái những trang thiết bị là khẩu trang, cách đeo khẩu trang như nào, thế nào là khẩu trang N95 nó khít chẳng hạn, rồi là mặc quần áo như thế nào, đúng không? Để chúng ta không chạm vào những cái vi khuẩn, không hít phải vi khuẩn, vì vi khuẩn nó lây qua giọt bắn, đúng không? Thế thì chúng ta phải cái tuân thủ cái phòng ngừa chuẩn như cô Thư vừa trình bày ở cái bài trước, đúng không? Và thứ hai nữa là gì? Chúng ta phải rửa tay sạch sẽ, đúng không? Quy trình rửa tay thì chúng ta nắm tốt rồi. Đấy, còn đặc thù ở khoa hồi sức tích cực là nếu mà bệnh nhân có suy hô hấp thì chúng ta lưu ý là gì? Nếu mà chúng ta cho bệnh nhân thở oxy thì cái nhịp thở của bệnh nhân vẫn phát tán khí có nhiều COVID, coronavirus ra môi trường. Đấy, cho nên là bệnh nhân thở oxy hoặc là thở cao tần, tức là sẽ cái tỷ lệ bắn cái hoặc là thở không xâm nhập thì cũng là gì ạ? Cái nguy cơ lây nhiễm nó nhiều hơn là bệnh nhân được đặt nội khí quản. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta chỉ đặt ống khí quản khi có chỉ định thôi ạ. Và tiếp theo là gì ạ? Khi mà chúng ta đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thì đây là một cái động tác là chúng ta phải cho cái đèn lưỡi vào, đè lưỡi vào để tìm cái vị trí của cái dây thanh thanh âm để chúng ta luồn cái ống nội khí quản vào. Thì khi mà cho cái đèn soi vào cái vùng hầu họng của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ gì ạ? Kích thích và ho khạc. Và ho như vậy thì lại càng bắn cái vi khuẩn lên. Cho nên là gì? Để mà đỡ lây nhiễm thì chúng ta có chỉ định đặt nội khí quản thì chúng ta phải chuẩn bị rất là tốt. Chuẩn bị ở đây là các dụng cụ phải đầy đủ, và hỗ trợ đặt nội khí quản đây chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tốt hơn là bằng đèn soi có camera để chúng ta nhìn nó rõ. Rồi là gì ạ? Chúng ta phải có dụng cụ bảo vệ tốt này. Ngoài cái dụng cụ chuẩn thì chúng ta thấy là có cái hình ảnh này, có cái lồng cái dụng cụ bằng kính đúng không? Hoặc là bằng nhựa để che cái đầu bệnh nhân đi, và chúng ta cho cái tay vào đấy để chúng ta đặt nội khí quản để bệnh nhân ho nó đỡ cái dịch nó bắn vào cái hộp đó, cái hộp bằng nhựa đó thì nó đỡ bắn vào nhân viên y tế. Rồi là gì nữa? Chúng ta phải đảm bảo thở oxy cho bệnh nhân rất là tốt trước đi. Đấy, đảm bảo đủ oxy cho bệnh nhân này. Và nếu mà đủ oxy rồi thì chúng ta phải dùng an thần giãn cơ cho bệnh nhân. Đấy. Những cái bệnh nhân này nên dùng giãn cơ. Vì sao? Khi giãn cơ thì bệnh nhân sẽ giảm phản xạ ho thì tránh bắn những cái giọt của vi khuẩn vào nhân viên y tế. Thế thì để chúng ta sử dụng giãn cơ thì làm sao? Thì phải cần những người đặt nội khí quản tốt, có trình độ là phải tốt nhất, cái nhóm ấy phải đưa ra để đặt một lần thôi, làm vào. Cái thứ hai, còn nếu một người mà không tốt, đặt đi đặt lại nhiều lần thì lại cái nguy cơ ho khạc của bệnh nhân nhiều, lại tăng nguy cơ nhiễm, đúng không ạ? Thứ hai nữa, nếu mà cái người mà không có đủ trình độ chuyên môn làm không tốt thì khi mà cho giãn cơ mà không đặt được thì bệnh nhân rất suy hô hấp. Đấy, lại chúng ta lại phải bóp lại cung cấp oxy bóp qua bóp bóng thì lại gì ạ? Lại tăng cái khả năng lây nhiễm lên. Cho nên cái người đặt nội khí quản là phải có người có kỹ thuật tốt nhất. Thì đấy là cái việc đặt nội khí quản. Cái việc thứ hai là khi chúng ta cho bệnh nhân thở máy thì có phải có phiên lọc virus cả đường thở ra và đường thở vào. Đấy. Và những cái nước này nếu mà tốt nhất thì chúng ta làm ẩm bằng cái phiên này, tốt hơn là làm ẩm bằng cái bình làm ẩm. Thì bình làm ẩm chúng ta mỗi lần chúng ta phải mở cốc ngưng ra để chúng ta đổ ra, đổ cái cốc ngưng có nước ra, nước đọng trong dây máy thở ra, thì cái động tác ấy nó cũng làm phát tán vi khuẩn vào môi trường và cái phòng chúng ta. Đấy. Cho nên tốt nhất là dùng cái phiên lọc, là phiên làm ẩm và phiên có cả tác dụng lọc virus nữa là tốt nhất. Tiếp theo là chúng ta hút đờm, phải hút bằng hệ thống hút đờm kín để giảm cái khả năng mở cái đường thở ra, là đỡ nguy cơ nhiễm khuẩn. Cái điểm thứ ba nữa là những cái bệnh nhân COVID chúng ta có thể chuyển vận chuyển đi từ giường này sang giường khác, hoặc từ khoa này sang khoa khác, hoặc là chuyển xuống chụp X-quang. Thì bệnh nhân đang thở máy thì chúng ta phải đang thở máy thì chúng ta phải chuyển sang bóp bóng với cái bình oxy thôi, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái động tác nó rất đơn giản thôi, chúng ta chuyển từ bệnh nhân đang thở máy sang bóp bóng thì chúng ta bệnh nhân máy thở vẫn đang vận hành, đang bơm khí bơm vào bơm ra, mà chúng ta ngắt kết nối máy thở và chúng ta nối về bóng mát thì cái động tác cái máy thở nó sẽ tiếp tục phun khí ra và sẽ gì ạ? Khí đây nó sẽ ra. Thế cho nên là chúng ta là động tác rất đơn giản là chúng ta phải chuẩn bị sẵn bóng mát, chuẩn bị sẵn bình oxy, là chúng ta mới sau đó chúng ta tắt máy thở, rồi chúng ta mới gì ngắt kết nối máy thở. Thế để là tránh cái phụt khí có nhiều virus trong môi trường, trong máy thở, là môi trường tăng lây nhiễm. Và khi vận chuyển đấy là chúng ta phải gì bong bóng phải đảm bảo, và chúng ta phải
chuẩn bị bộ bộ bảo hộ của chúng ta phải tốt đấy, mask phải đúng đúng không ạ, găng tay rồi là gì ạ, quần áo rồi là kính đúng không, thì để làm sao để tránh lây nhiễm. Thì đấy là cái mục mà vô cùng quan trọng trong cái đại dịch này đấy, thì chúng ta phải lưu ý. Thì nhân viên y tế chúng ta bị là chúng ta không có người để chúng ta chăm sóc nữa đấy. Thậm chí là gì, nhiều khi tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn bình thường là chúng ta phải lao ra cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay, nhưng đối với người bị nhiễm COVID là chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái bộ bảo hộ đã rồi chúng ta mới ra cấp cứu. Chứ nếu không chúng ta cấp cứu chúng ta lây mất thì không có người gì ạ điều trị bệnh nhân đúng không, rồi chúng ta lại lây cho nhân viên của chúng ta đấy, cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý. Thế thì tóm lại là như thế này, cái bệnh bài suy hấp thì chúng ta thấy là suy hấp có thể nặng ở mọi bệnh nhân hồi sức đấy, và cái thiếu oxy nặng có thể gây ngừng tim hoặc tổn thương não không hồi phục đấy, cho nên là chúng ta phải phát hiện sớm và xử trí sớm, đặc biệt những cái tình huống mà cấp cứu thì chúng ta phải xử trí ngay tập thời, như kiểu suy hấp nguy kịch hoặc ngừng tim ngừng thở hoặc tắc nghẽn đường thở chúng ta phải xử trí ngay đúng không, và cái hồi sức rất quan trọng trong cái hồi sức bệnh nhân nặng, đặc biệt là suy hấp. Và cái công tác này thì để làm tốt chúng ta phải có kiến thức, có kỹ năng, có thái độ khẩn trương để chúng ta phải hồi sức liên tục từ tại chỗ này, lúc khi vận chuyển này và tại bệnh viện này, hoặc là gì ạ, chuyển từ nơi này đến nơi khác đến khi bệnh nhân hết tình trạng suy hấp. Thì đấy là cái điểm mà tôi, cái bài mà tôi vừa trình bày với các anh chị, thì về nguyên nhân suy hấp, rồi là các biểu hiện lâm sàng của suy hấp, đặc biệt là mức độ suy hấp, rồi là gì nữa là các biện pháp xử trí và các chẩn đoán và điều dưỡng, kế hoạch chăm sóc. Thì đấy là cái bài chăm sóc bệnh người bệnh suy hấp.